Xin chào những thính giả thân mến đang lắng nghe Blog Radio. Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Bạn đã ăn uống gì chưa ? Dù công việc bận rộn đến đâu thì bạn cũng đừng bỏ bữa nhé. Cảm ơn bạn đã lựa chọn Blog Radio như một người tri kỷ vào mỗi tối cuối tuần. Bạn thân mến, là tri kỷ không giống như người yêu, không phải là người khiến ta lau nước mắt, mà là người lặng lẽ lau nước mắt cho ta. Tri kỷ chẳng phải lo chia tay, bởi vốn dĩ chúng ta không nắm tay nhau bao giờ cả. Bởi chúng ta luôn bước đi cùng nhau lặng lẽ và song hành, không trói buộc nhưng không buông bỏ. Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ kết thúc thì vẫn có một người ở bên cạnh ta, chân thành và không cần báo đáp. Có một người gọi là tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế gian yên bình. Tuyệt vời và lạ kỳ thật, trong playlist radio tuần này, mời bạn lắng nghe những số blog radio hay nhất về người tri kỷ nhé. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong tìm được cho mình một tri kỷ. Tri kỷ chính là người hiểu mình, ngay cả khi có những điều chúng ta không nói. Tri kỷ là người ta có thể tin tưởng để chia sẻ những tâm tư, nỗi niềm sâu kín. Tình yêu còn có điểm dừng, còn tri kỷ thì không. Vốn dĩ, tri kỷ không cần phải trói buộc bên nhau cả đời, nên không bao giờ buông bỏ. Khi tình yêu kết thúc, tất cả đều kết thúc, thì ta vẫn còn có một người ở bên cạnh. Người đó là tri kỷ. Trong số blog radio của tuần này, mời các bạn cùng lắng nghe bài viết về chủ đề tri kỷ. Mở đầu chương trình là lá thư có tựa đề Có một người gọi là tri kỷ. Trong cuộc sống, ta có thể không có người yêu, nhưng nhất thiết lại luôn cần một người có thể tin tưởng, thấu hiểu và lắng nghe ta. Là người mà ta có thể san sẻ tất cả và được là chính mình khi ở bên họ. Tri kỷ tuyệt vời biết bao khi trong đời ta có một người xuất hiện bên ta với cái tên đặc biệt như thế. Người ấy không nhất thiết phải là người luôn kè kè bên ta sớm tối, nhưng lại là người xuất hiện đầu tiên và ở lại bên ta cuối cùng khi ta vấp ngã. Là người dù bận rộn đến đâu cũng không quên gọi cho ta, đến thăm ta mỗi khi ta nói rằng ta không hề ổn. Tri kỷ, người có thể lặng im lắng nghe ta kể về chàng trai mà ta thầm nhớ, không một lời than trách ta ngu ngốc. Người duy nhất thấu hiểu những giọt nước mắt của ta như chính họ vậy. Người duy nhất thấu hiểu những giọt nước mắt của ta như chính họ vậy. Là người cho ta những lời khuyên khi ta bế tắc. Tri kỷ không phải là người mà ta cảm thấy bối rối, ngại ngùng mỗi khi gặp mặt. Không phải là người hẹn ước cùng ta bao dự định về một hạnh phúc viên mãn để rồi quên hết thảy, mà là người sẵn sàng đi cùng ta mỗi khi ta muốn đi, sẵn sàng ở lại cùng ta khi ta cần ở lại, vui vẻ và tự nguyện. Là tri kỷ không giống như người yêu, không phải là người khiến ta lau nước mắt, mà là người lặng lẽ lau nước mắt cho ta. Là người chẳng hề khen ngợi nịnh nọt ta một lời nào, nhưng lại hiểu và tin tưởng ta ngay cả khi mọi thứ đều quay lưng lại phía mình. Tri kỷ chẳng phải lo chia tay, bởi vốn dĩ chúng ta không nắm tay nhau bao giờ cả, bởi chúng ta luôn bước đi cùng nhau, lặng lẽ và song hành, không trói buộc nhưng không buông bỏ. Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ kết thúc, thì vẫn có một người luôn bên cạnh ta, chân thành và không cần báo đáp. Có một người gọi là tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế gian yên bình. Tuyệt vời và lạ kỳ thật. Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ bạn Cò Lau. Bạn thân mến, có khi nào bạn tự hỏi tại sao vợ chồng không thể là tri kỷ? Tại sao có những người chồng vẫn tìm kiếm cho mình những hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài? Tiếp theo mời bạn lắng nghe lá thư Tại sao vợ chồng không thể là tri kỷ? Thật ra cuộc đời có một tri kỷ là may mắn. Có một người là chồng hay là vợ cũng chính là tri kỷ thì còn may mắn gấp vạn lần. Mọi người phụ nữ đều mong muốn có người thấu hiểu bản thân mình hơn cả cô ấy. Nhưng phần lớn, đàn ông họ đều nghĩ rằng phụ nữ thì quá phức tạp. Hiểu phụ nữ là một điều không thể.
và họ giữ sự vô tâm như là bản năng của họ. Một vài người vì có tình yêu nên thay đổi, một vài người thì không. Vì tình yêu với đối phương không đủ lớn, nhưng cũng có lẽ so với tình yêu dành cho người khác, tình yêu họ dành cho bản thân luôn lớn hơn một chút. Một chút đó đủ để họ giữ mình ở thế thượng phong, nhìn người bạn đời của mình bằng đôi mắt của kẻ bề trên, chứ không phải của hai người đang ngồi chung một thuyền, chèo chung một mái. Anh và em, sau những nhớ thương cuồng nhiệt nồng cháy của tuổi trẻ, là kết hôn. Cuộc sống hôn nhân mang những thứ khi yêu nhau chúng ta giấu đi, giờ phơi bày ra trước mắt nhau, vừa cay đắng vừa khó chấp nhận, như kẻ khỏa thân bị phơi dưới ánh nắng mặt trời để cho bao nhiêu con mắt nhìn và chỉ trỏ. Có những sự tổn thương chúng ta dành cho nhau mà không thể hiểu đó chính là sự tổn thương quá lớn. Vì với người này không là gì, nhưng với người kia là những đau đớn cần có thời gian lâu lắm mới có thể lành lại. Mỗi khi nói chuyện về một điều gì đó, chỉ cần em nói ý kiến của mình thôi, anh sẽ nói ý kiến của anh, hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần anh nói đến dự định của mình, em sẽ nói đến một loạt lý do để anh không nên thực hiện chúng. Chúng ta chưa bao giờ ngồi lại với nhau để cùng nói về một điều gì đó, vì chúng ta không tìm được điểm chung trong suy nghĩ của nhau. Tri kỷ thì lại khác. Tri kỷ sẽ lắng nghe chúng ta nói hết. Họ sẽ im lặng hoặc nói một vài điều gì đó, nhưng ít nhất cũng khiến chúng ta cảm thấy chúng ta được thấu hiểu. Hóa ra, sự gắn bó giữa hai con người với nhau được đo bằng sự thấu hiểu của họ, qua ngôn ngữ và qua cả sự lặng im. Anh thắc mắc tại sao không nói với anh mà lại nói với người đó. Anh không hiểu rằng em đã từng nói với anh rồi, nhưng anh đã gạt bỏ tất cả. Em thắc mắc tại sao anh không nói gì với em, đã tự ý làm việc này. Anh nói, trước sau gì em cũng phản đối. Thì thôi, thà tự mình làm một mình còn hơn. Và cứ như thế, những vấn đề không thể tìm được ý tưởng chung dần trở thành một câu chuyện không có trách nhiệm phải chia sẻ với nhau. Cuộc hôn nhân không có sự chia sẻ, thậm chí không bằng cuộc tình của những người bạn. Là tự chúng ta đã đẩy nhau đi xa, là chúng ta tự làm mình cô đơn dù có nhau bên cạnh. Vợ chồng là duyên phận, cả trăm nghìn kiếp chờ một nhân duyên để nên vợ thành chồng ở kiếp này. Nhưng duyên này từ nợ mà sinh ra, vì nợ nên phải trả. Trả bằng duyên, trả bằng việc gắn bó với nhau một đời. Tri kỷ cũng cần duyên, mà tri kỷ là duyên từ duyên, không phải duyên từ nợ. Hai người là tri kỷ của nhau, không nợ nhau điều gì. Vậy thì thôi anh à, cứ để tri kỷ ở trong tim, và để tay chồng trong tay vợ trong tay chồng. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi để cất giấu nỗi buồn, không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia. Anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Cuộc đời ràng buộc với nhau nhiều thứ như những sợi dây vô hình, và cũng luôn có những ranh giới mong manh hơn cả sương khói, nhưng mãi mãi chẳng thể nào vượt qua. Cũng không nên vượt qua khi tự mình thấu hiểu bản thân cần gì và nên làm gì, đúng không anh? Bạn vừa được lắng nghe lá thư được gửi đến từ bạn Mạch Yến. Bạn thân mến, có những mối tình mà cả hai đều hiểu rõ đối phương, nhưng cả hai đều ngại ngùng không dám bày tỏ. Liệu tri kỷ có thể trở thành người thương hay không? Phần cuối chương trình, mời bạn cùng đến với truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Mai Thảo Nguyên. Truyện ngắn có tên Với cậu, tôi là tri kỷ, còn cô ấy là hạnh phúc mai sau. Nếu thanh xuân là chuyến tàu mà bất cứ ai đều phải bước lên, thì cảm ơn trời đất vì đã để cậu ấy đồng hành với tôi trong suốt quãng đời tươi đẹp ấy. Mưa ngoài trời, bão trong lòng. Tối hôm nay, trời mưa rất to, mưa dai dẳng từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối vẫn chưa chịu dứt. Gió gào thét,
sấm chớp đùng đùng. Chốc chốc, mấy cánh cửa sổ lại rung lên từng hồi. Lũ gà bên hông nhà nháo nhác tranh nhau tìm chỗ nấp. Con chó già rúm gió, co mình bên hông cửa sắt. Má thở dài thườn thượt, nhìn sắc trời răng kín một màn mưa, rồi chập chập hai tiếng não nề. Tôi khép cửa phòng, leo lên giường, xếp mớ quần áo lúc chiều rút vội. Nghe từng đợt mưa dữ dội, đầm sầm trên mái tôn. Điện thoại bỗng rung lên hai tiếng, báo hiệu có tin nhắn đến. Dự báo bão đến sớm, cẩn thận nha bạn. Chút hy vọng nhỏ nhoi bỗng vụt tắt, tôi tự biết chẳng thể nào là cậu ấy. Vứt điện thoại sang bên, liếc mắt một cái đã bắt gặp hình ảnh của chính mình trong gương. Mái tóc đen dài của năm tháng xưa giờ đã biến thành màu vàng hoe sơ xác. Đôi mắt hồn nhiên tươi cười nay đã đượm đầy vẻ đăm chiêu. Tôi không hiểu chính mình đang nghĩ gì, muốn làm gì mà bấy lâu nay vẫn cứ quanh quẩn không buông những ký ức xưa cũ, vốn đã sớm nhạt nhòa trong tâm trí người ấy. Đúng vậy, đã sớm nhạt nhòa từ lâu, từ rất lâu về trước rồi. Hình ảnh chiều nay lại dội về trong trí nhớ. Đôi tay đan vào nhau, chắc chẳng lâu nữa đồng hồ đôi sẽ được thay thế bởi nhẫn vàng thiệp cưới. Lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng chính mình trong gương, nụ cười méo xệch thê thảm. Tiếng mưa rơi như tiếng mình than thở. Đẹp muôn đời như tình lỡ còn thương, như câu chuyện giữa cậu và tôi vẫn còn đang viết dở. Những năm tháng còn ngồi cạnh nhau. Tôi gặp cậu vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Để rồi, quãng thời gian sau đó, mối bận lòng và tất thảy chuyện vui buồn của mình đều gắn liền với tên người con trai ấy. Tuổi trẻ, tình đầu, chẳng qua chỉ là khoảnh khắc ánh mắt giao nhau. Rồi từ đó về sau, ngay cả trong giấc mơ cũng hiện hữu hình ảnh thân thương đó. Những ngày nắng hè chói chang, nụ cười của cậu ấy rực sáng trong căn phòng chưa đầy 20m² của lớp học thêm. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở buổi học thêm toán cách đây 8 năm về trước. Dường như số phận đã sắp đặt tất cả, đưa hai chúng tôi đến gần nhau bằng tấm bảng đen chằng chịt những công thức phức tạp, bằng hàng ghế chen chúc những gương mặt non nớt, trong sáng của tuổi 17 đầy ước mơ, hoài bão. Tôi và cậu chung lớp, ngồi cách nhau chỉ một cái bàn và chia sẻ cùng nhau những điều vô cùng đặc biệt. Cậu là chàng trai có niềm đam mê bất tận với bóng đá, hay cười và tràn đầy năng lượng. Bất cứ nơi nào có sự hiện diện của cậu, nơi ấy sẽ lập tức bừng lên sắc màu tươi sáng. Mỗi khi bắt gặp cậu ấy nhìn mình, tôi thường nở nụ cười ngượng ngùng và đầy bối rối. Có khi là giả vờ quay lưng đi như chưa hề hay biết. Những lúc ấy, dù chỉ là thoáng qua thôi, tôi cũng bắt gặp sự thất vọng và tổn thương trong đó. Em có thích anh không? Tôi mân mê ổ bánh mì trên tay, nhìn sững sờ vào hàng chữ ngả nghiêng trên tờ giấy bọc bên ngoài. Trong lòng bỗng thấy ngọt ngào như vừa ngậm một viên sô-cô-la ngọt lịm. Bên ngoài cửa lớp, nụ cười của cậu tỏa nắng như sắc thu vàng, nhuộm cả một góc trời. Em có thích anh không? Tôi im lặng, kẹp tờ giấy còn in dấu mồ hôi tay cậu ấy vào trang cuối cùng của cuốn sách, ép thật chặt câu trả lời của mình vào tận đáy tim. Phía sau lưng, ánh mắt cậu ấy nóng rực xuyên qua từng trang giấy. Em nói đi, em có thích anh không? Gió nổi đầy trời, hàng cây hai bên đường xào xạc, từng tàn lá xanh thẫm đổ xô vào nhau. Tôi im lặng, nghe tiếng thở dài xa xăm phía trước. Cậu thích tôi biết, cả lớp đều biết. Tôi thích cậu biết và chỉ mình tôi biết, nhưng tôi lại giả vờ không biết. Có ai đã từng nói, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương mà là tình song phương. Rõ ràng hai người đều hiểu mà trong đó lại có một kẻ cố tình không hiểu. Và trong khoảng thời gian dài bên cạnh cậu ấy, cậu đã kiên trì chờ đợi, cho đến lúc tôi chịu tháo bỏ lớp ngụy trang ấy ra. Chỉ là cậu không hề biết rõ, lúc tôi hạ quyết tâm tháo gỡ lớp mặt nạ ấy xuống, cũng là lúc chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu đã tan biến từ bao giờ. Và trong những tháng ngày sau đó,
những ngày dài tôi tự giam mình trong không gian im ắng của bốn bức tường cũ kỹ, tắt đèn và tự suy nghĩ về khoảng thời gian còn ở cạnh nhau. Rốt cuộc tôi cũng ngộ ra rằng không một ai có thể kiên nhẫn mãi đứng đợi một người với một sự hoài nghi mơ hồ. Ngày qua ngày, sự chờ đợi là liều thuốc độc bào mòn tất cả niềm tin và sự yêu thương chắc chắn lúc ban đầu. Cậu cần lời xác nhận, tôi lại cần thời gian chứng minh. Trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy tấm ảnh của cô ấy rơi ra từ ví cậu. Đó là một người con gái rất đỗi dịu dàng trong tà áo dài tinh khiết, dáng song dòng cao và đặc biệt cô ấy cũng sở hữu một nụ cười rực rỡ. Tôi nhìn bóng lưng cậu đổ nghiêng dưới sân trường vắng lặng, chợt hiểu vì sao lại có sự thay đổi định mệnh ấy. Nhưng giây phút đó, tôi lại chẳng tài nào thuyết phục được trái tim mình chịu thấu hiểu. Mẩu giấy nhỏ đượm mùi bánh mì, trang giấy viết giờ còn vương chút hơi ấm đôi tay, hàng cây xanh thẫm bỗng nghiêng ngả trong chút ánh sáng tím tím còn sót lại phía cuối chân trời. Trong chớp mắt bỗng hóa hư vô, cứ nhẹ nhàng mà tan biến theo cơn gió chiều vô tình nhẹ bẫng. Tất cả chỉ còn là tiếng thở dài, cách nhau một cái bàn lạnh lẽo. Tôi quá chậm, còn cậu lại quá nhanh. Những năm tháng có quá nhiều suy tư. Ba má tôi là nông dân lam lũ bao đời nay, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cày cuốc kiếm từng đồng cho chị em tôi ăn học. Dẫu nắng mưa thế nào thì ngày ba bữa vẫn mâm cơm nóng hổi đầy yêu thương. Những năm tháng cấp 3, mỗi lần cậu đến nhà chơi, tôi đều coi đó là niềm hạnh phúc mà tôi may mắn hơn hết thảy ai khác trên đời, bao gồm cả cậu. Có lẽ vì thế, ba má tôi vô cùng yêu quý cậu, đặc biệt là má tôi. Sự quý mến đó biến thành tình thương cho mãi đến tận sau này. Khi đó, khi nhìn thấy hình ảnh thân thiết như những người trong nhà của cậu và gia đình tôi đã nghĩ về tương lai nhiều hơn là hiện tại và trong lòng đã âm thầm có một quyết định chắc chắn. Tôi sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu ngay sau lễ tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục bên nhau sau khi lên đại học và cả quãng đường dài sau này nữa. Có lẽ con gái muôn đời là vậy, muôn đời vẫn sớm trưởng thành hơn con trai. Mà sự trưởng thành đó đã đưa tôi đến quyết định làm cho sự kiên nhẫn của cậu dần dần tan biến như bong bóng xà phòng trước gió. Năm 2009, cậu hỏi tôi có thích cậu không, chính xác là 3 lần. Một năm sau, tôi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh cô gái ấy. Sau đó, tôi nói yêu cậu, là yêu, không phải là thích. Quyết định chắc chắn, ấp ủ từ hơn một năm trước này, đã vĩnh viễn bị chôn chặt tận đáy lòng, chẳng thể nào thốt nổi thành câu. Ông bà ta nói rất đúng, nói trước bước không qua. Dẫu mới chỉ là dự định thôi, mà tôi đã chẳng thể nào bước tới nổi. Cũng đúng, tôi và cậu chưa một lần nói yêu. Cũng bởi vậy, cứ im lặng mà xa nhau thôi. Là bạn thân, mãi mãi là bạn thân. Từ đó đến nay, chớp mắt 6 năm đã trôi qua, tôi vẫn vậy, từ đại học đến công ty, từ công ty đến những vùng đất xa lạ, từ những nơi mới mẻ, xong xuôi cùng những mối quan hệ mới. Rồi thời gian trôi, vẫn phải trở về nhà, tựa đầu vào lòng ba má và ước sao cho thời gian ngừng lại. Nếu có thể, hãy quay ngược trở về năm tháng ấy, để tôi lại được vô tư cười đùa như trước, vô tư như những lần cậu nắm lấy tay tôi, nở nụ cười quan tâm ngày xưa ấy, ngồi yên lặng bên nhau, cùng đọc những trang báo, cùng nhâm nhi ổ bánh mì. Tiếc là cuộc đời quá ngắn, lòng người lại quá rộng, nay đây mai đó, thay đổi là sự luân hồi của tạo hóa ban cho. Đã lâu như vậy, tim tôi rốt cuộc cũng không thể hiểu nổi. Chỉ là chẳng biết đến bao giờ mới chịu nguôi ngoai. Cậu vẫn đứng bên đời tôi với tư cách là người bạn thân, một tình cảm chân thành, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Cậu nói, đối với cậu, tôi là tri kỷ, còn cô ấy là cuộc đời, là hạnh phúc, là mai sau. Nhắm mắt lại để nỗi buồn thôi không còn trào dâng vô cớ.
mỉm cười để thấy cuộc đời này dẫu không còn cạnh nhau nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp phía trước. Đưa tay để tạo thêm cơ hội cho ai kia và cho cả chính bản thân mình. Lắng nghe ngày tháng hiện tại, ngẫm suy ngày tháng cũ để thay đổi những ngày của mai sau. Đếm ngược bao tháng ngày buồn để còn dừng lại mà đếm tiếp những chuỗi ngày dài tươi vui hạnh phúc phía trước. Tôi biết rằng hiện thực vốn chẳng thể nào thay đổi và cuộc sống này đã có quá nhiều nỗi buồn thương. Nếu số phận đã an bài, cuộc đời cả hai chỉ có thể song song không chung lối, thì hãy để trên trang giấy tôi được viết một kết cục tốt đẹp cho chính mình. Bạn thân mến, có lẽ chúng ta ai cũng từng trải qua một mối quan hệ mập mờ, là thích nhưng chưa phải tình yêu. Hai người không phải tình nhân, nhưng cũng không phải bạn bè. Cứ như mượn nhau chốc lát, trong những thoáng cô đơn để có người cùng mình cà phê, dạo phố, tâm sự chuyện đời. Rồi tiệc tàn ai về nhà nấy, hoàn toàn không có hứa hẹn, ràng buộc, cũng chẳng có quyền được ghen tuông. Một mối quan hệ không rõ ràng như vậy, liệu có thể tiến lên một bước thành tình yêu? Mời bạn lắng nghe chuyện ngắn của tuần này. Chuyện ngắn Tình yêu đã đến chưa của tác giả Blue Cat. Xe chậm chậm chở bọn cô qua trạm trung chuyển. Ánh đèn vàng nhạt đổ dài xuống, chia bóng những ô cửa sổ thành những ô vuông. Cô đưa tay ra như để hướng luồng ánh sáng đèn loạn bóng tối đang lướt qua trước mặt. Anh tài xế đang bật một bài hát lâu rồi cô đã không nghe. Gió lung lay bàn tay nâng cánh hoa tình, dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình. Cô nhớ lần cuối cùng mình nghe bài hát này là lúc ngồi với anh trên bờ biển, hay khi ở trước sân nhà văn hóa Nhi. Lúc mà cô tập nhảy xong cứ muốn ngồi nghỉ nên anh chịu khó chờ đợi. Bài hát này không thuộc loại nhạc cô thích nên chẳng nhớ rõ. Chỉ là vì hay nghe cùng anh nên cái cảm giác quen thuộc khi hai người ở cạnh nhau chợt ùa về tràn ngập tâm trí. Cô nhớ về một ngày nhẹ nhàng như bao ngày. Anh và cô đi xem ca nhạc, sau đó ngồi ở quán nhỏ trước nhà văn hóa và ngắm nhìn đường phố. Cô rất thích ngắm nhìn thật nhiều người lẫn xe cộ qua lại trước mặt như vậy. Dù là ban ngày hay ban đêm, khi trời nắng hay mưa, trông họ thật bận rộn và cô có cảm giác nhịp sống nhộn nhịp ấy cũng đang thấm vào người mình. Điều đó khiến cô như được hồi sức sau mỗi lần mệt mỏi. Cô buột miệng bảo anh, thật đáng sợ nếu một ngày nào đó em phải sống ở nơi không một bóng người. Anh tưởng em thích sự yên tĩnh. Cô lý sự, em thích sự yên tĩnh, tức là không thích giao tiếp nhiều. Nhưng em thích ngắm những chỗ sôi động, miễn là không tham gia vào thôi. Anh gật gật đầu bảo, ừ, đôi khi anh cũng thích như vậy, làm người ngoài cuộc quan sát mọi thứ để thấy cuộc đời thật nhiều màu sắc. Nhưng khi đã tham gia vào rồi thì anh lại không thấy vui như vậy nữa. Anh phá lên cười và cô cũng cười theo. Cuộc nói chuyện của họ thường là như thế. Họ có thể chia sẻ những suy nghĩ mơ hồ lẫn quái lạ mà cô cảm thấy khó để nói với những người bạn dù là rất thân. Bạn bè cô đa phần là những người có lối sống hiện đại, luôn lao về phía trước, trừ hiếm khi dừng lại tận hưởng một khoảnh khắc chuyển động nhẹ nhàng nào đó của cuộc sống. Họ vẫn chịu khó lắng nghe cô, nhưng cô cảm giác họ không hiểu được cô như cái cách mà anh hiểu. Anh giống như là tri kỷ hiếm hoi của cô giữa dòng đời sâu bồ này vậy. Cô nhìn theo bóng một cặp đôi chở nhau trên chiếc xe máy đang chạy ngang qua. Trông cả hai người đó đều rất vui vẻ. Hình dung nếu anh và cô cùng đi trên đường thì cũng sẽ như vậy. Khác biệt là giữa anh và cô, không biết tình yêu đã đến chưa? Tình yêu giữa hai người đã đến hay chưa? Câu hỏi này thường xuất hiện trong cô những khi anh nắm tay cô một cách tự nhiên, dắt cô bước sang bên kia đường, qua bóng tối trong rạp chiếu phim, hay ở giữa những chốn đông người. Để yên bàn tay cho ai đó nắm lấy và dẫn đi, tựa như một dạng trao gửi niềm tin. Và cô thấy ấm áp biết bao. Nhưng không hiểu sao, chẳng ai trong hai người từng cố gắng thêm một tí để đẩy mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này lên một nấc thang mới. Cô làm mảng marketing cho một công ty du lịch. Công việc chính là viết và biên tập nội dung trên các kênh truyền thông và mạng xã hội. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn phải cùng bộ phận đi nghiên cứu tình hình để tổ chức sự kiện hoặc cập nhật các kênh. Một công việc không quá tĩnh lặng, nhưng cũng không đòi hỏi phải xông xao quá, rất hợp với cô. Đúng là khéo chọn,
anh nhận xét vậy. Hơn nữa, cô lại là người thích đi du lịch để ngắm thêm nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên, tính cách không nghiêm túc lắm của những đồng nghiệp cũng đôi khi làm cô khó chịu. Họ thường là đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn buông lời tán tỉnh, trêu chọc những cô gái trẻ hoặc đùa cợt không đứng đắn để bôi trơn những cuộc bàn thảo hợp đồng với khách. Mà hình như ngành nghề nào cũng cần những trêu như vậy. Vẫn biết họ có lý do để làm thế, nhưng cô vẫn cảm thấy phiền lòng. Không biết sau này, người mà cô lấy làm chồng có vì công việc mà dễ dàng quàng tay khoác vai hay buông lời đường mật với người ta không? Đó là lý do mà em lười yêu à? Anh hỏi, cô thoáng giật mình vì chỉ kể với anh chuyện về những người đàn ông đó như để giết thời gian, chứ không có mục đích gì cả. Nhưng hình như anh vẫn luôn hiểu cô một cách tinh tế như vậy. Không hẳn đâu anh, cô nói, định giải thích thêm, nhưng rồi không hiểu sao lại chỉ im lặng. Có bao giờ em nghĩ sẽ thay đổi môi trường làm việc không? Anh thấy những người đồng nghiệp đó của em có vẻ hơi độc hại, chẳng có ông nào bình thường. Anh nửa đùa nửa thật. Thế nào là bình thường? Là một người đàn ông tốt, hay ít nhất nếu có cợt nhả với ai cũng đừng lộ liễu như vậy. Một câu trả lời thẳng thắn như mọi khi. Cô chợt muốn hỏi câu tiếp theo, rằng vậy anh có phải người bình thường không? Nhưng rồi lại thôi. Mặc dù họ thân thiết, nhưng vẫn có những chuyện không thể nói cho nhau nghe được. Đó gọi là khoảng cách giới tính. Hình như càng ngày người trẻ chúng ta càng mất dần niềm tin vào giới tính đối diện, em nhỉ? Không có lý do gì rõ ràng mà cứ khép mình lại, ngại yêu và thích tận hưởng sự cô đơn. Thời đại nó thế anh, ế theo xu thế. Cô nói và bật cười, đôi khi cứ đột ngột kết thúc một chủ đề như thế. Anh nhìn cô, cười theo nhưng trong ánh mắt tựa hồ có gì đó còn chưa nói. Rồi trời đột nhiên đổ mưa. Thời tiết mùa hè dạo này cứ thất thường và đồng đành như vậy. Anh nắm tay kéo cô chạy vào đứng nép trước sân một tiệm bánh đang đóng cửa. Cơn mưa trắng nặng hạt rơi xuống, không khí lạnh dần đi, nhưng hai người đứng bên nhau thì lại thật ấm áp. Chỗ tóc bị nước làm ướt dính trên trán, cô chợt cảm thấy mình và anh như hai con mèo hoang mải chơi nên bị mắc mưa. Đó là một khoảnh khắc thật đẹp. Mái hiên tiệm bánh che màn mưa chút xuống hai mái đầu, giống như tách rời không gian của họ khỏi thế giới vội vã. Không phải đứng bên cạnh ai cũng có được cảm giác ấy. Bàn tay anh vẫn nắm tay cô, hơi ấm không rõ là nước mưa hay mồ hôi, nhưng không hề khó chịu chút nào. Trong một thoáng cô nghĩ, nếu bây giờ thời gian ngừng lại, liệu tình yêu sẽ đến với hai người họ chứ? Tình yêu sẽ đến với họ chứ? Những khi đi chơi với anh xong, tối về cô luôn nghĩ ngợi rất nhiều. Đôi khi cô muốn gạt sự thẹn thùng của con gái để bày tỏ với anh tình cảm của mình. Nhưng rồi một điều gì đó vô hình cứ ngăn cô lại. Cô sợ, không hẳn là sợ bị từ chối. Thứ cô sợ là tình cảm của anh dành cho cô sẽ sớm phai nhạt, rồi mối quan hệ của họ sẽ không còn được như cũ nữa. Bởi lẽ người ta vẫn nói, khi người đàn ông không chủ động, thì có nghĩa là tình yêu trong họ dành cho người con gái chưa đủ lớn. Mối quan hệ này cũng làm cô ít nhiều mệt mỏi, tựa như trôi vào một vòng lặp không điểm dừng. Có lúc cô thấy giống như hai người yêu nhau đã lâu, lúc lại chỉ như bạn bè bình thường. Mùa hè là mùa cao điểm du lịch, dân ngồi bàn giấy viết bài như cô cũng phải quay cuồng với các kế hoạch mới của công ty. Mấy tuần liền, cô vùi đầu vào công việc, hầu như không nói chuyện với anh. Thật ra dân tài chính như anh luôn bận rộn, hiếm khi đi du lịch dù là do công ty nơi anh làm tổ chức. Nhưng lần đó vào cuối tuần, cô có hẹn với đứa bạn lâu ngày không gặp ở quán cà phê thì vô tình nhìn thấy anh. Anh đi với một cô gái khác, không thân mật lắm nhưng nói cười khá vui vẻ. Điều đó làm cô cảm thấy hơi khó chịu, giống như ghen. Nhưng rồi cô tự nhủ, hai người có là gì của nhau đâu. Cô lấy tư cách gì để ghen tuông vớ vẩn chứ? Lúc ra quầy thanh toán, dù đã cố tình tránh đi, nhưng cô vẫn đụng mặt anh. Anh có vẻ ngạc nhiên, cười chào cô. Em đi cà phê à? Sao không rủ anh? À, dạo này em hơi bận, công việc ngập đầu. Cô cười gượng, nghe giọng mình hơi cứng. Tối nay đứa bạn thân lâu ngày đến thăm nên em phải đi với nó. Người con gái đi cùng anh vẫn đang ngồi ở chiếc bàn nằm trong góc. Thấy cô liếc về phía đó, anh bảo. À, đó là khách hàng mới của công ty anh. Đi công tác một mình nên anh đi chung cho cô ấy đỡ buồn, chứ chẳng có gì cả. Anh giải thích làm gì, em có thắc mắc gì đâu. Mặc dù cô cười khi nói như vậy, nhưng giọng không hề tự nhiên chút nào.
Lời giải thích của anh đáng ra phải làm cô thấy vui, nhưng lại khiến cô khó chịu hơn. Cô bỗng nhiên nghĩ, nếu anh không giải thích mình đi với ai, có lẽ chuyện của hai người đã không khiến cô phải mệt mỏi. Cô quay lưng, theo người bạn bước ra khỏi quán. Gió đêm khẽ vẩn qua da thịt, mang đến một thoáng rùng mình. Cô lại lao mình vào công việc hôm sau đó, tan làm thì về dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa. Nhà cô không rộng lắm, tầng dưới cùng là cửa tiệm của gia đình. Lúc cô đang loay hoay bưng chiếc bàn mới đặt trên mạng lên cầu thang, thì một bàn tay đỡ lấy, gánh nặng trở nên nhẹ tênh. Để đây nhé, view đẹp tuyệt luôn. Anh phủi tay nói, vô cùng tự nhiên, sau khi đặt chiếc bàn xuống cạnh ban công tầng 2. Tầng này cô thường ngồi xem phim hoặc mang ghế ra ngồi viết linh tinh. Từ đây nhìn xuống bên dưới, có thể thấy được dòng sông nhỏ chảy ngang qua thành phố và rất nhiều cây xanh nữa. Anh thỉnh thoảng cũng hay ghé chơi và ngồi ngắm cảnh với cô. Cô đứng nhìn anh một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh ban công, duỗi duỗi tay chân. Anh ngồi xuống theo, thấy cô vẫn im lặng thì tiếp tục nói vu vơ những câu vô thưởng vô phạt. Thời tiết dạo này nóng quá nhưng đẹp, ở phía xa có tiếng chim hót vui ghê. Sau một hồi thì anh cũng vào đề. Em giận gì anh à? Đâu có, em hơi stress vì công việc thôi. Cô đáp, nhặt một bông hoa nhỏ không rõ từ đâu rụng vào, mân mê trên tay. Anh cũng đưa tay ra chạm vào bàn tay đó của cô, khẽ nắm lấy. Cô để yên, im lặng chờ anh nói. Đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, thậm chí nghe được tiếng chim hót vọng từ xa. Gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, đôi khi anh cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Anh thích em và anh thấy em cũng thích anh. Nhưng đôi khi anh lại thấy chúng ta hợp làm tri kỷ hơn. Ở bên em anh thấy rất vui, tưởng như có thể quên hết mọi buồn phiền. Em là người hiểu anh nhất trên thế giới này, là người mà anh không bao giờ muốn đánh mất. Em có muốn tụi mình thử yêu nhau không? Không hiểu sao khi nghe những lời đó, nước mắt cô lại rơi. Cô đã luôn chờ đợi một trong hai người đẩy mối quan hệ này lên phía trước. Nhưng đến lúc nó xảy ra thì cô chỉ thấy đau trong lòng. Bởi vì cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô cũng giống như cô vậy. Nửa như là yêu, nhưng nửa như vẫn chưa đến. Anh là người mở lời trước, nhưng vẫn muốn cô quyết định xem mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Hơi tàn nhẫn, nhưng lại cũng đáng thương. Bởi vì ai cũng sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp đang có. Cô gục đầu lên vai áo anh, nước mắt chảy lên đó như là để lưu dấu những kỷ niệm. Trong tiếng nấc nghẹn, cô thì thầm. Em không biết nữa, có lẽ tụi mình chỉ đến đây thôi. Có những khi tình yêu không bao giờ đến giữa hai người. Họ có nhau chỉ trong một vài khoảnh khắc, rồi dừng lại. Không ai muốn chính thức bước vào cuộc sống của người kia. Lý do thì có rất nhiều, nhưng chẳng có cái nào chính đáng. Chung quy, người ta vẫn mượn cớ rằng duyên phận không sắp đặt mình với người, rồi cứ để mọi thứ trôi vào nơi xa xôi gọi là kỷ niệm. Sau đó, cô và anh vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, ngồi uống cà phê và ngắm đường phố, hoặc ra biển đi dạo và tâm sự. Chẳng có gì thay đổi, đôi khi cô trộm nhìn anh, tự hỏi tại sao cả hai đều không hề cảm thấy lúng túng sau cái ngày hôm đó. Phải chăng cả hai người họ đều diễn quá tốt, hay đã hiểu về đối phương quá rõ? Dạo này ở chỗ làm của cô, một người phụ nữ nhìn khá lớn tuổi thường hay lui tới. Bạn làm chung phòng nói với cô đó là vợ của một trong những người đàn ông ở phòng quan hệ khách hàng. Nghi ngờ chồng ngoại tình nên ngày ngày đều ghé qua kiểm tra. Chắc em phải nhảy việc thôi. Anh nói đúng, môi trường chỗ em độc hại thật sự. Dạo này ai cũng cảm thấy không khí căng thẳng. Cô vừa buộc lại dây đôi giày tập nhảy vừa nói với anh. Họ đang ngồi ở góc quen trước sân nhà văn hóa. Cô hãy đến đây tập nhảy để tăng cường sức khỏe và xả stress. Bạn nhảy thường là phụ nữ lớn tuổi, chỉ thỉnh thoảng có vài người trẻ. Tốt cho em. Nhìn chị ấy đi tìm chồng vì nghi ngoại tình mà em sợ hãi. Giết rồi chẳng dám tin vào tình yêu nữa. Đó là vì em chưa gặp đúng người thôi. Cô ngẩng lên nhìn anh, không hiểu tại sao sau bao nhiêu chuyện anh vẫn tự tin và lạc quan như vậy. Có lẽ vì anh không ở trong hoàn cảnh của cô chăng? Hay vì anh là đàn ông? Nhưng còn có một lý do khác nữa mà cô không biết. Tối hôm đó, lúc nằm lướt điện thoại trước khi ngủ, cô nhìn thấy anh đang lên bức ảnh chụp cùng một cô gái lạ, gương mặt hai người trông vui vẻ một cách khó hiểu. Cô thoáng sững sờ, vì hồi chiều chẳng thấy anh nhắc gì đến chuyện này cả. Chắc là bạn bè hoặc đồng nghiệp thôi, cô tự nhủ. Mặc dù biết anh chẳng đăng ảnh phụ nữ lên mạng xã hội bao giờ, tim cô hẫng đi một nhịp. Có gì đó nghẹn ứ,
Cô kéo xuống dưới đọc bình luận, rồi cũng biết được câu trả lời. Những người bạn thân của anh hỏi đó là ai? Anh đáp rằng người yêu mới của anh đấy, không có dấu hiệu đùa cợt. Bỗng nhiên, cảm giác của cái ngày hai người ngồi bên ban công hôm đó hiện về trong cô. Ngồi cạnh người xem như tri kỷ, trong cái nắng cuối chiều nhưng vẫn gay gắt. Giữa không gian im ắng chỉ có tiếng chim hót từ xa. Cô đã xác định rằng có một tình yêu mãi mãi không bao giờ đến. Vẫn biết cả hai rồi sẽ bước tiếp, thì một người khác cho mình cảm nhận rõ ràng hơn về tình yêu. Nhưng cảm giác biệt ly vẫn thật khó chấp nhận. Cô muốn nhắn tin hỏi anh tại sao không kể trước với cô để cô chúc mừng, hoặc ít nhất là thôi không quanh quẩn cạnh anh nữa, vì bên anh đã có người khác quan trọng hơn rồi. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thấy mình bình thản nhấn vào biểu tượng thả tim dưới bức ảnh của anh, như để thay cho một lời chúc phúc, và kết thúc mối quan hệ mập mờ không đi đến đâu này. Thuyền mãi ra khơi, đi về nơi con sóng vô hình, trốn xa xăm trùng dương, muôn hướng vạn lý. Bài hát đã dừng từ lâu, nhưng như vẫn văng vẳng bên tai cô. Cái nắng của một thành phố khác mở ra trước mắt, lẫn trong không khí như có mùi của biển. Cô bước xuống xe, khẽ vươn vai và tự nhủ sau lần đi du lịch này sẽ quên hết chuyện cũ, để khi trở về sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn. Bạn thân mến, một mối quan hệ không rõ ràng có thể bắt đầu bằng sự vui vẻ, thoải mái, nhưng kết thúc lại đau chẳng khác gì vừa chia tay một mối tình. Buông bỏ một mối quan hệ mập mờ cũng như từ bỏ một thói quen ngọt ngào, nhưng thà đau một lần còn hơn bị cuốn mãi trong một mối quan hệ đến cái tên cũng chẳng thể gọi. Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của bạn nhé! Cuộc đời này ai cũng mong gặp được người thương mình, hiểu mình như những người tri kỷ. Vậy tại sao những người tri kỷ lại chẳng thể trở thành người yêu của nhau? Sẽ thế nào nếu thương một người mà trong lòng họ đã định sẵn vị trí cho ta là một người tri kỷ? Mãi mãi không thể nào hơn. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Cuộc gặp gỡ mang tên Tri Kỷ của tác giả Hoa Hướng Dương. Hà Nội về đêm trở lạnh, tôi thu mình lại trong những suy nghĩ mênh mang. Những ký ức xưa ùa về mang theo thật nhiều cảm xúc. Cậu, một chàng trai trầm ổn đã đồng hành bên tôi từ năm chúng ta 12 cho đến tận bây giờ khi đã chạm ngưỡng 30. Tôi thật biết ơn vì năm tuổi 12 và cho đến sau này của tôi luôn có cậu cạnh bên. Năm 12 tuổi, tôi là một đứa con gái kiêu ngạo và ương bướng, nhưng cũng yếu đuối và tràn đầy lòng tự trọng. Tôi sẵn sàng lao vào đánh nhau với thằng con trai to lớn hơn mình khi bị chọc ghẹo. Còn nhớ một lần đi học về, tôi bị đám con trai hùa nhau cầm con rắn để dọa nạt, nhưng nhất quyết không khóc lóc xin xỏ tụi nó. Cả đám vây quanh tôi cười cợt, mong nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt, khúm núm của tôi. Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu mà tôi giật phăng lấy con rắn và ném về tụi nó với vẻ mặt đầy cáu giận, thách thức. Mặt tôi đỏ phừng phừng, giọng quát lớn: "Có giỏi thì chúng mày vào đây, tao không sợ đứa nào hết." Thế mà cả đám đó bất ngờ và tản ra bỏ mặc tôi ở lại. Thực ra lúc đó tôi hùng hồn vậy thôi, nhưng đám kia bỏ đi thì tôi lại lủi thủi ngồi một mình bên đường mà bật khóc. Không phải tôi sợ con rắn kia, cũng chẳng phải tôi sợ phải đánh nhau với đám đó. Tôi chỉ thấy tủi thân kinh khủng. Tại sao lũ ngang ngược kia lại cứ phải đùa cợt chế nhạo tôi? Vì tôi không chịu khuất phục chúng ư? Vì tôi là con gái mà lại dám đánh nhau với chúng ư? Tôi gạt nước mắt đứng dậy và bắt gặp ánh mắt của cậu. Ánh mắt không có sự thương hại hay coi thường, chỉ đơn giản là cái nhìn lặng lẽ như chính con người cậu vậy. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Ánh mặt trời ban trưa bao phủ lên cậu, khiến tôi đã nghĩ rằng cậu cũng ấm áp như ánh nắng kia vậy. Tôi bước đi trước, cậu đi theo sau nhưng không nói lời nào. Tôi dừng và quay lại. "Cậu muốn gì đây?" "Tôi muốn làm bạn thân của cậu." Cậu nhẹ nhàng đáp lại. "Cậu muốn làm bạn thân của tôi?" "Đúng vậy, cậu đồng ý chứ?" Ánh nắng làm tôi nheo mắt lại. Một thoáng suy nghĩ, tôi dõng dạc tuyên bố với cậu.
Được, cậu sẽ được làm bạn thân của tôi. Thế rồi chúng tôi bước sánh vai nhau trên con đường làng trải đầy nắng vàng. Mỗi đứa mang theo suy nghĩ riêng của mình, nhưng chắc chắn rằng chúng tôi có cùng chung một tâm trạng, đó là vui mừng vì có những điều tuyệt vời đang chờ đón chúng tôi ở phía trước. Năm 14 tuổi, cậu và tôi đã là những người bạn thân thật sự. Hàng ngày, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau sẻ chia những điều trong cuộc sống nhỏ bé của chúng tôi. Tôi luyên thuyên đủ thứ với cậu, từ những chuyện nhỏ nhặt ở trên lớp, chuyện những đứa con trai ngủ ngáo kia đã không còn gây chuyện với tôi nữa, chuyện có anh chàng lớp trên viết thư tay làm quen, bỏ vào hộp bàn của tôi, và cả chuyện ước mơ sau này nữa. Cậu chỉ cười và lắng nghe. Cuối năm học đó, có một lần cậu hẹn tôi ở bên bờ sông, ngắm nhìn bãi cát vàng nơi có đám học sinh đang đua đùa tổ chức liên hoan chia tay năm cuối cấp. Trời ban chiều cũng thật đẹp, ánh nắng rọi xuống những bóng hình quây quần bên nhau ca hát vui vẻ. Đằng xa kia, những bãi lau cũng thuận theo chiều gió khẽ đung đưa, tạo thành một bản nhạc thật đẹp cho tuổi học trò. Cậu lại mỉm cười trong ánh nắng, làm tôi tin rằng với tôi, tuổi học trò của tôi có người bạn như cậu ở bên chính là điều tuyệt vời nhất. Bà có muốn chúng ta viết thư để tâm sự những điều mà khi ở cạnh nhau chúng ta không nói được không? Tôi hoang mang không hiểu sao cậu lại nói vậy. Sao tự dưng ông lại nói thế? Ông có điều gì mà không thể nói với tôi à? Không, tại vì bà nói với tôi cũng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ kể cho tôi nghe những chuyện không vui của bà. Tôi đã nghĩ có thể làm như vậy bà sẽ thấy tốt hơn. Tôi bối rối cúi mặt không biết phải nói gì với cậu. Cậu ít nói nhưng cậu là một người quan sát giỏi. Cậu bảo cậu nhìn được trong ánh mắt tôi là một ánh mắt đượm buồn. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh sáng cuối ngày nhuộm lên dòng sông một màu buồn mang mác. Cảnh vật vui nhộn nơi bãi cát kia giờ cũng bỗng nhuộm màu chia ly. Không còn tiếng ca hát, không còn tiếng nô đùa, chỉ còn những tiếng nức nghẹn ngào khi phải xa nhau. Bà cầm lấy nè, tôi thực hiện trước. Về nhà bà đọc rồi cho tôi ý kiến đó, nói cho tôi biết chuyện của bà nữa. Cậu bỗng quay sang và nhét tờ giấy vào tay tôi. Cầm lá thư trên tay, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác thật khó tả. Giống như đang có một bàn tay đưa ra, muốn dắt tôi đi, nhưng tôi lại không biết liệu có khi nào rồi cũng sẽ buông tay. Nhìn những dòng chữ ngay ngắn cậu viết cho tôi hiểu rằng con người cậu sẽ không bao giờ biết nói dối. Cậu kể tôi nghe về gia đình cậu, về ước mơ của cậu. Cậu mong muốn được trở thành bác sĩ, và để thực hiện ước mơ ấy, gia đình cậu muốn gửi cậu xuống nhà bác ở Hà Nội để có điều kiện học tập tốt hơn. Tôi trả lời cậu rằng cậu nên đi, cậu sẽ học thật giỏi và sẽ trở thành bác sĩ như ước mơ của cậu. Đối với tôi, dù cậu có ở đâu thì chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau và mãi là như vậy. Tôi kể cho cậu nghe về gia đình tôi với những trận cãi vã, những tiếng gào thét và tiếng khóc, về người bà hiền dịu của tôi, người yêu tôi nhất và cũng là người tôi yêu nhất trên đời. Bà chăm sóc tôi từ nhỏ, chở che và an ủi tôi những lúc tôi chạy trốn nỗi sợ hãi. Dù cho tôi có trốn ở đâu, bà cũng tìm ra được và ôm tôi vào lòng, tựa như tất cả ngoài kia chẳng thể làm tổn thương cô cháu gái bé nhỏ của bà. Vậy nhưng vòng ôm là cả thế giới bình yên đó của tôi đã rời xa tôi năm tôi 12 tuổi. Thật kỳ lạ, khi tôi viết ra những điều này, trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm giác như có thể giải tỏa được những nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay, khiến con người tôi không còn u uất như trước nữa. Tôi biết ơn cậu nhiều lắm. Mùa hè năm ấy trôi thật nhanh, cậu sắp phải đi rồi. Trước khi đi, cậu hẹn tôi ra bãi đá bên sông. Nơi đây tôi với cậu từng chứng kiến những cuộc chia tay của tuổi học trò. Tôi ngỡ rằng năm sau mới đến lượt mình, không ngờ rằng nó đến sớm hơn với tôi và cậu. Trời tháng 8 thật trong xanh, làn gió nhẹ nhẹ khẽ vờn lên mái tóc tôi. Ánh nắng cuối ngày đã bớt gắt hơn, bao trùm lên khuôn mặt cậu. Cảm giác thật mông lung quá. Cậu vẫn đứng lặng lẽ bên tôi như 2 năm trước, nhưng chỉ mai thôi, cả tôi, cả dòng sông mênh mông này và cả con đường làng quen thuộc kia nữa sẽ nhớ cậu thật nhiều. Cậu mỉm cười hỏi tôi, bà sẽ nhớ tôi chứ? Nhớ, ông vẫn sẽ là bạn thân của tôi.
Ừ, ở nhà bà cũng học thật tốt và chúng ta hẹn nhau ở Hà Nội nha. Đồng ý không? Chắc chắn rồi, sẽ nhanh đến ngày đó thôi. Và chúng ta sẽ viết thư cho nhau nhé. Tôi muốn biết tình hình của bà. Ừ, tôi sẽ chờ thư của ông. Cậu và tôi lại im lặng đứng bên nhau cho đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Và đến giờ thì tôi biết, tôi sợ những cuộc chia xa. Năm 18 tuổi, tôi chuẩn bị đăng ký thi đại học và đang nỗ lực hết mình để đậu được vào trường tôi mong muốn. Cuộc sống của tôi những năm cấp 3 trôi qua khá suôn sẻ. Tôi có nhiều bạn bè hơn và bớt sống khép mình lại. Người bạn thân của tôi đã chuyển hẳn về Hà Nội sống. Thường thì một năm cậu ấy có về thăm quê 1-2 lần. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng viết thư hỏi thăm nhau và kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình. Cậu sống tốt, việc học hành tương đối vất vả. Rồi qua bao nỗ lực cố gắng, cuối cùng cậu đã đậu vào trường Đại học Y Hà Nội, còn tôi cũng đậu vào trường Kinh tế. Cuộc sống ở Hà Nội làm tôi bỡ ngỡ, nhưng cậu luôn ở bên giúp tôi thích nghi dần với cuộc sống tấp nập, xô bồ nơi đây. Tôi đã dần bắt nhịp được với cuộc sống ở Hà Nội. Tôi đi học, đi làm thêm. Thời gian rảnh cậu và tôi vẫn thường hay hỏi han và gặp gỡ nhau. Thế nhưng chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi quen một đàn anh khóa trên ở trường, trong nhóm tình nguyện tôi tham gia và bị thu hút bởi tính cách năng nổ, xông xáo ở anh. Còn anh cũng ấn tượng với dáng vẻ tĩnh lặng của tôi. Mối tình đầu của tôi đã đến như vậy đó. Chúng tôi như hai thỏi nam châm khắc dấu đắm mình trong tình yêu. Điều đó vô tình lại làm tôi bỏ quên người bạn vẫn luôn dành thời gian quan tâm tới mình. Giờ đây những dòng tin nhắn của cậu nhắc mặc đủ ấm khi trời lạnh, học bài đừng thức quá khuya, đừng ham làm thêm quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, lại làm tôi thấy phiền phức. Cũng có đôi lúc tôi suy nghĩ về tình bạn giữa tôi và cậu, liệu nó có đơn thuần chỉ là hai người bạn rất thân và hiểu nhau, quan tâm và lo lắng cho nhau thôi không? Về phía tôi thì tôi tin đó còn hơn cả tình bạn, đó là tình thân. Còn về phía cậu, tôi bắt đầu phải đặt ra câu hỏi. Tôi quyết định giới thiệu anh với cậu. Cậu có chút bất ngờ, chắc giờ cậu đã hiểu vì sao tôi lại trở nên lạnh nhạt hơn khi nói chuyện với cậu. Cậu không nói gì với tôi về anh cả. Mỗi lần cậu nhắn tin cho tôi vẫn chỉ là những câu nhắc nhở, những lời hỏi thăm động viên về học tập và công việc. Dường như cậu tránh chủ đề về anh. Tôi biết, vì vậy mà giữa chúng tôi không còn sẻ chia nhiều như trước. Một phần vì bạn trai tôi, một phần vì người bạn thân của tôi nữa. 7 năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tôi tất bật với việc học, việc làm để ra trường nỗ lực cùng anh xây đắp tương lai cho hai đứa. Anh ra trường đã cùng với hai người bạn cùng nhau khởi nghiệp. Khi ra trường tôi cũng về làm cùng anh. Ngày tháng chúng tôi bên nhau, vui có, buồn có, giận hờn trách móc cũng có. Nhưng hơn hết, tôi cảm nhận được chúng tôi cảm thông và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Chúng tôi đã dự định sẽ làm đám cưới khi mà công việc ổn định. Nhưng có một điều mà tôi vẫn không thôi day dứt, đó là cậu. Tôi đã bỏ rơi cậu 3 năm trước khi biết được lời tỏ tình từ cậu. Cậu đã gửi một lời nhắn lên trang confession của trường tôi và tôi hiểu nó là dành cho mình. Cậu gửi đến người con gái cậu muốn chở che từ năm 12 tuổi rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì đối với cậu, nụ cười của cô ấy là quan trọng nhất. Cậu muốn được nhìn thấy cô cười nụ cười thật rạng rỡ, không phảng phất theo bất cứ nỗi buồn nào. Cậu muốn được thấy cô hạnh phúc và muốn được mang lại cho cô niềm hạnh phúc ấy. Cậu đã đợi, đợi 10 năm trời rồi, nhưng cô đã đang hạnh phúc bên người không phải cậu. Cậu muốn đợi đến khi cậu có đủ khả năng để đem lại cho cô một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Nhưng cậu không ngờ rằng thời gian lại vô tình đến thế. Nó không đợi cậu và cô cũng không thể đợi cậu. Không trách bản thân, chỉ biết lặng lẽ đi bên cô, cũng không hối hận vì đã dành nhiều tình cảm cho cô đến vậy. Cậu nói cậu vẫn sẽ ở bên cô đến mãi về sau. Tôi biết tình cảm của cậu chứ, nhưng tôi sợ mất đi tình bạn quý giá này, nên cứ lần này qua lần khác, tôi chần chừ không dám đối diện với cậu. Chỉ đến khi cậu viết ra những dòng đó, tôi mới hiểu rằng bản thân mình đã quá ích kỷ. Tôi đã gửi cậu một lá thư, cũng là lá thư viết tay cuối cùng tôi viết cho cậu. Nhân danh tình bạn một cách hèn nhát, tôi đã bỏ rơi cậu,
để giữ lại thứ tình cảm mà tôi sợ mình đánh mất. Giờ đây, khi tôi đang có kế hoạch cho tổ ấm của mình, tôi lại tự hỏi cậu đang làm gì, cậu đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình hay chưa? Tháng 10, tôi sẽ khoác lên mình bộ váy cô dâu rạng rỡ bước bên anh và cùng anh chờ đón thiên thần nhỏ của chúng tôi. Đó sẽ là một buổi sáng mùa thu yên bình và hạnh phúc. Anh sẽ đón tôi đi trên con đường làng chảy đầy nắng vàng, qua con sông dịu dàng đã ru giấc mơ tôi để về với mái ấm mà chúng tôi cùng nhau xây dựng. Tôi mong chờ ngày đó biết bao. Tôi thậm chí đã ngây ngô mơ ước thời gian dừng lại lúc này để tôi được chìm đắm trong hạnh phúc của tôi. Vậy nhưng thực tế lại luôn khiến con người ta đớn đau và day dứt. Giấc mơ hạnh phúc của tôi đã mãi không thể trở thành sự thật. Anh đã bỏ lại lời hứa xây dựng mái ấm cùng tôi. Tai nạn giao thông đã cướp anh khỏi tôi. Tôi trở nên hoang mang vô định. Tôi chưa biết phải làm gì, chưa biết phải đối diện với sự mất mát đó ra sao. Và rồi cậu lại xuất hiện để chữa lành vết thương cho tôi một lần nữa. Bà ổn chứ? Cậu hỏi. Tôi ổn. Bà cùng tôi đi đến nơi này được không? Tôi muốn ở một mình, ông về đi. Bà cần phải đi với tôi, bà không thể như vậy được nữa. Bà có nghe không? Cậu lớn tiếng với tôi. Trước đây chưa bao giờ cậu như vậy. Cậu kéo tôi đến trước mộ anh và để mặc cho tôi được khóc. Cậu để cho tôi được đau nỗi đau mà bấy lâu tôi chôn chặt trong lòng. Nhìn khuôn mặt anh vẫn rạng người như lúc anh cầu hôn và lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Tôi tự nhủ sẽ mãi lưu giữ khuôn mặt và khoảnh khắc ấy trong ký ức tuyệt đẹp của mình. Bà có thể đau nỗi đau của bà, nhưng bà cũng cần phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng chứ. Hãy để cho người đã khuất được an lòng. Tôi hiểu. Bà có dự tính gì chưa? Tôi sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Tôi sẽ dành hết tình yêu và nuôi dạy con thật tốt. Trước mộ anh ấy, tôi muốn xin phép được thay anh ấy chăm sóc hai mẹ con được chứ? Cảm ơn ông, nhưng ông còn có cuộc sống riêng của mình. Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng làm tốt cả phần của anh ấy. Nuôi con một mình sẽ vất vả lắm. Bà để tôi được chăm sóc cho bà đi. Tôi không thể nhìn bà như vậy được. Ông hiểu tôi mà đúng không? Chuyện tình cảm tôi là người cố chấp. Có lẽ sẽ còn lâu nữa tôi mới nguôi ngoai nỗi mất mát này. Nhưng tôi vẫn sẽ sống cuộc đời của tôi. Tôi cũng hy vọng ông được sống cuộc sống của mình mà không phải chỉ hy sinh cho ai khác. Năm tháng trôi qua, nỗi đau ngày ấy dường như vẫn còn nhói lên mỗi khi nhắc lại. Nhưng đau đớn làm con người ta trở nên trưởng thành và trách nhiệm hơn. Vì vậy tôi biết vượt qua nỗi đau để làm một người mẹ mạnh mẽ và nuôi dạy con trai của mình. Được nhìn thấy con khôn lớn khỏe mạnh từng ngày chính là niềm hạnh phúc mà tôi đang có được. Thằng bé hoạt bát, nghịch ngợm, lúc nào cũng có trò để làm tôi bất ngờ. Thế nhưng cũng rất hiểu chuyện và thương mẹ. Tất cả cũng nhờ một phần vào sự giúp đỡ của cậu. Những năm tháng qua, cậu vẫn âm thầm đứng bên giúp đỡ hai mẹ con tôi. Tôi đã mong mỏi cậu đừng chờ đợi và hy sinh cho tôi nữa. Cậu nói cậu không chờ đợi cũng không hy sinh. Điều cậu đang làm chính là niềm hạnh phúc của cậu. Thì ra trong cuộc sống bộn bề lo toan này, mỗi chúng tôi vẫn đang cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của mình. Tôi nhận ra rằng cuộc đời con người chính là một chuyến hành trình dài của những cuộc gặp gỡ, mà trong đó tình yêu, tình bạn là cuộc gặp gỡ của những con người biết cho đi. Tôi nhớ tới tình yêu tôi và anh, nhớ tới ân tình của cậu. Chặng đường đời tiếp theo, tôi sẽ sống với lòng biết ơn cậu thật nhiều vì tất cả những gì cậu đã dành cho tôi. Cảm ơn cậu, tri kỷ của tôi. Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Cuộc gặp gỡ mang tên Tri Kỷ của tác giả Hoa Hướng Dương. Khi thương một người chỉ coi mình là tri kỷ, chỉ có thể tiếc nuối, xót xa mà chẳng thể trách móc. Bởi lẽ tình yêu là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Nếu may mắn sẽ gặp được người mà nhịp tim của họ với nhịp tim của mình ở cùng một tần số. Nếu sai duyên, chệch nhịp thì chỉ có thể đi bên đời nhau như những người tri kỷ mà thôi. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư Chưa bao giờ anh hết thương em, được gửi đến từ bạn Anh Thư. Cuộc đời này sẽ rất dài,
nếu như không tìm được người thương mình, được cùng họ nếm trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Anh từng thương cô, một cuộc tình với anh chưa bao giờ là cũ. Anh thương người con gái mà anh đã dành hết cả tuổi trẻ của mình để ở cạnh và chăm sóc. Nhưng tất cả với anh và với cô chỉ là đã từng. Anh từng thương cô đến nỗi quên thương bản thân mình. Quen nhau bao năm với anh, cô luôn ở một vị trí đặc biệt mà anh biết, nếu không phải cô thì người đến sau là ai cũng được. Anh đã mang biết bao yêu thương nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ trao hết cho cô rồi, thì với anh, nếu chẳng phải cô cùng gắn bó về sau thì ai cũng chẳng sao. Nhưng có lẽ trong tình yêu, yêu không chưa bao giờ là đủ. Huống hồ, anh với cô, hai con người, hai lý tưởng, hai quê hương. Cô lớn hơn anh một tuổi, cô có công việc ổn định tại quê nhà. Cô chọn cho mình một nghề nghiệp cao quý, cái nghề gõ đầu trẻ. Anh thì loay hoay với những ngày đầu mới ra trường. Họ vốn khác nhau, nay lại càng khác xa nhau hơn, để rồi họ chia tay. Ngày chia tay, cô nói trước. Anh ngậm ngùi chấp nhận với lý do chẳng thể níu cô lại bên mình hơn được nữa. Cô nói, cô không còn yêu anh. Cô chỉ thương anh như những người bạn. Anh đừng tìm cô. Vậy là, bao năm cô quyết kết thúc như vậy. Anh chẳng còn đường lui. Ngày gặp lại, anh vẫn thương cô như ngày nào. Vẫn âu yếm và yêu chiều cô theo cái cách mà anh đã từng. Cô biết anh thương cô. Cô gái ngày nào vẫn nói thương yêu anh, giờ lại tìm mọi cách để ruồng bỏ anh. Thế nhưng sau mọi thứ, anh vẫn thương. Cô luôn chắc một điều. Dù cô có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thương cô theo cái cách mặc định mà họ đã bên nhau. Nhưng có lẽ với anh, tổn thương nhiều làm anh không dám tới gần cô gái ngày xưa của anh. Và cô chẳng biết được, ngày anh đánh đổi mọi thứ để thương cô, thì lại nhận ngay được sự lạnh lùng vô cảm. Cô cũng chẳng biết được là ngày hôm đó, anh trân trọng cô biết bao, anh yêu cô đến giường nào. Cô cũng không thể nào hiểu được, người mà dù cô có như thế nào thì vẫn thương, cũng có lúc vỡ lòng đến thế. Ai cũng muốn có một người tri kỷ trong đời, một người hiểu mình, hợp với mình, có thể lắng nghe và chia sẻ với mình. Nếu tri kỷ cũng đồng thời là người bạn đời thì thật may mắn. Nhưng không phải lúc nào vợ, người tình, hồng nhan tri kỷ cũng đều cùng một người. Vậy anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn, không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia. Trong chương trình tuần này mà bạn lắng nghe truyện ngắn Vợ, Người Tình, Hồng Nhan Tri Kỷ của tác giả Son Nguyễn. Nhất Phong đang làm việc thì nghe thấy tiếng bàn luận của mấy đồng nghiệp ở bàn kế bên. Họ đang ganh tị với anh chàng nào đó trong một câu chuyện được cô gái hết lòng yêu thương và hy sinh, mặc dù anh ta đã có gia đình. Bình thường anh có khi nào quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Tuy nhiên chủ đề này có phần khiến anh nhạy cảm. Trong lúc mấy anh thì ao ước và mơ tưởng cũng có một người tình, một hồng nhan tri kỷ như nhân vật nam, thì mấy cô gái lại cho rằng nhân vật nữ quá ngu muội, tương lai tràn trở thế mà không đi, lại đi con đường chẳng ra làm sao. Muốn làm người tình, hồng nhan tri kỷ, phải chăng là cả đời ôm lấy tình yêu ấy, lo cho người đàn ông ấy? Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng không thiết thực. Có lẽ chỉ là trong truyện thôi, chứ chẳng có thật bao giờ.
Chẳng hiểu sao, hôm nay Phong lại để những lời lẽ này lọt vào lỗ tai mình. Chỉ biết rằng nó đã thật sự lọt vào. Và hơn nữa, còn nằm trong trái tim của anh, làm đầu óc anh phải suy nghĩ và phân tích. Chẳng phải anh cũng lâm vào tình cảnh như anh chàng trong truyện hay sao? Anh cũng là người vương mang tình cảm của người con gái bên ngoài. Anh cũng là người đã có gia đình, nhưng không thể chia sẻ được với người trong gia đình. Chỉ có Hành Trang mới là người có thể mang đến ấm áp và bình yên cho anh. Ở cạnh cô, anh thấy mình thật sự yêu và được yêu. Cảm giác là một gia đình hạnh phúc. Nhưng còn Hành Trang thì sao? Cô ấy nghĩ gì khi chấp nhận mối quan hệ như thế với mình? Tại sao 4 năm nay cô chưa hề than trách bất cứ điều gì? Mặc dù có thỉnh thoảng cô hỏi anh rằng có hạnh phúc với gia đình hiện tại không? Và đương nhiên, anh đã trả lời là không. Và anh tự thấy mình không hổ thẹn với câu nói ấy. Hiện thực anh sống trong một hạnh phúc ảo với một gia đình, người vợ, người con trên danh nghĩa. Mà vì sao có cái danh nghĩa ấy thì là một câu chuyện dài mà có nói chắc cũng không ai tin. Vậy thì liệu Hành Trang sẽ nghĩ gì? Hay cô cho rằng anh đang ngụy biện? Thế nên anh không nói về quá khứ. Anh chỉ nói rằng anh không hạnh phúc. Và nếu cô ấy không tin anh, cô ấy có quyền quyết định mọi chuyện. Cô ấy có thể từ bỏ anh. Nói thì nói vậy, nhưng anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ thế nào khi không có Trang. Chắc sẽ cô đơn và buồn tẻ lắm. Chắc anh sẽ lầm lũi đi làm rồi về nhà, nói chuyện với con, tranh cãi với vợ vài câu rồi ngủ. Nghĩ đến đó, tự dưng thấy trong lòng buồn đến lạ. Bây giờ có Trang, tối về có thể gọi điện trò chuyện. Bất cứ chuyện gì trên đời, anh đều có thể nói với cô. Đôi khi hai người còn đem chuyện ngày xưa, cái thời đi học và cả thời thơ ấu ra nói. Những tháng ngày tươi đẹp hay gian khổ đều đem ra thảo luận sôi nổi. Anh nói về loài cây trong khu vườn ở nhà cũ của anh, nói về thói quen đu từ cây này sang cây khác, bắt chước miêu hiệp triển chiêu. Còn cô thì kể cho anh nghe về những ngày sống cùng ông nội. Cả hai ông cháu đi nhặt củi, lá khô về nấu cơm. Gương mặt cô rạng ngời niềm tự hào khi nói là mới 6 tuổi đã biết thổi cơm và phụ ông. Rất rất nhiều chuyện nữa đã qua, cả hai cùng chia sẻ cho nhau. Cũng có khi anh và cô giận nhau, nhưng rồi cô cũng biết nhận sai. Hoặc là cô biết tôn trọng cho lòng tự tôn của đấng nam nhân như anh. Cô biết xoa dịu và cũng hiền hậu để dung hòa. Cô mang đến cho anh không ít nỗi buồn, bởi vì cô là người tự do, nhiều người theo đuổi. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng mang đến cho anh niềm tự hào, vì cô cho anh biết rằng trong lòng cô chỉ có duy nhất một tình yêu với anh. Nhưng hôm nay vô tình nghe được đoạn đối thoại của những đồng nghiệp, bỗng dưng anh nhìn nhận lại sự việc và thấy tò mò, không biết suy nghĩ và tình cảm của người con gái mình yêu như thế nào. Anh bước đến chỗ mọi người vờ hỏi: "Mọi người bàn tán gì mà sôi nổi thế?" "Chúng tôi đang bình luận về một mẩu truyện ngắn đây này, được đăng tải trên một trang web." "Nội dung thế nào nhỉ?" Mấy anh con trai thì nói: "Mối tình của một người đàn ông có vợ và một cô gái. Ngưỡng mộ nhất là cô gái tôn thờ người mình yêu, không vụ lợi, không hạch sách, chỉ hy vọng mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu. Cô ấy nguyện một đời làm người tình, người hồng nhan tri kỷ với anh chàng kia." Những cô gái thì chen vào: "Nhưng mà em nghĩ đấy chỉ là truyện thôi. Ở ngoài không cô gái nào mà ngu dại đến thế đâu. Vừa tốn thời gian, đánh mất tuổi thanh xuân của mình, lại vừa lý tưởng đến thế nữa. Ai chẳng muốn nhốt người đàn ông của mình bằng xiềng xích của hôn nhân kia chứ?" Mấy anh kia lại cãi lại: "Nhưng tác giả rõ ràng đã nói là cô kia cũng từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc còn gì. Anh ấy là tình đầu, lại là tình cũ khi gặp lại. Có hy sinh, ẩu cũng là điều tự nhiên mà." "Ai, đã từng có gia đình thì sao hả? Không có được nữa à? Trong khi nhân vật nữ cũng dễ thương, cũng xinh xắn, có tính cách thế kia." Nhất Phong hỏi lại: "Câu chuyện đó kết thúc thế nào nhỉ?" "Truyện dài kỳ anh ơi, vẫn chưa có hồi kết đâu.
hiện tại là tình huống vợ của anh bạn kia đến gặp cô gái ấy. Cả hai người đã nói chuyện cùng nhau rồi. Từ ngữ thật sự rất hay và thu hút nữa. Ai cũng có lý luận khiến chúng ta phải suy nghĩ đấy. Đến đây, Nhất Phong không thể nào kiềm chế sự tò mò của mình. Anh đề nghị mọi người gửi link cho mình để sau khi về nhà có thể giải trí và thử xem câu chuyện có hấp dẫn như các bạn đã nói không. Tối hôm đó, Nhất Phong online và tìm đọc câu chuyện. Phần số 10. Người vợ đến căn nhà nhỏ của cô gái ấy. Cô gái tiếp đón với sự bình thản và ung dung. Cô pha cho người vợ một ly cam vắt, rồi cùng ngồi trò chuyện. Người vợ có phần tỏ ra sốt ruột, nói với giọng hơi mất bình tĩnh. Cô không cần khách sáo đâu. Chắc cô biết tôi đến đây vì chuyện gì mà. Dạ, chị cứ uống nước đi. Dù biết rằng chị nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn kêu bằng chị. Thật sự thì tôi cũng không biết là chị đến đây vì việc gì nữa. Cô cũng thật trơ trẽn nhỉ. Gian díu với chồng người khác mà dám nói là không có gì. Cô cũng hay thật đấy. Xin chị tự trọng cho. Tôi không trơ trẽn, nhưng tôi thiết nghĩ nếu tôi là gian díu và xấu xa như những cô gái khác, thì tại sao 4 năm nay chị không biết? Người vợ tỏ vẻ hơi ngập ngừng và cố cay đắng. Vậy sao cô không nghĩ là chồng tôi giỏi lừa dối vợ con hả? Vậy chị không hiểu con người của anh ấy rồi. Tôi biết anh ấy 10 năm nay, và tôi tin rằng anh không phải là người sống hai mặt. Có chăng là chị không tinh tế hoặc không hiểu ý chồng thôi. Cô cũng sắc bén nhỉ. Có lẽ vì thế mà có khả năng giữ chân đàn ông. Xin lỗi, nếu chị còn nói chuyện kiểu đó thì mời chị ra khỏi nhà tôi. Cô, tôi chỉ muốn nói với chị một điều, là làm vợ không đơn giản và không dễ dàng. Ngoài ra làm vợ với một người chồng không thương yêu mình bằng tình yêu thật sự, nó càng khó khăn hơn. Nếu chị nghĩ cuộc sống hôn nhân chỉ đơn giản là lấy nhau, ở cùng nhau, sinh con, làm việc, thì chị nhầm rồi. Chị có khi nào tự hỏi mình có hạnh phúc không? Chồng mình có đang hạnh phúc không? Hai người đã thực sự hiểu nhau và cần có nhau trong cuộc sống này chưa? Nếu không có chút liên kết nào, cô nghĩ chúng tôi thật sự có thể duy trì đến bây giờ sao? Đó là cuộc sống vì trách nhiệm, và những mệt mỏi trong cuộc sống của anh ấy đã được tôi chia sẻ rồi. Chị đừng vội hờn ghen hay nghi ngờ. Tôi chỉ muốn là một hồng nhan tri kỷ của anh mà thôi. Tôi không có ý định chiếm đoạt hay là sở hữu cả. Đối với tôi, cuộc sống hôn nhân cũng đã từng mệt mỏi lắm rồi. Thì ra chị là loại người thích tự do bay nhảy à? Vui thì đến, buồn thì đi, không thích sự ràng buộc. Chẳng hay ông xã nhà tôi có biết điều này không nhỉ? Dạ, thì chị muốn nghĩ sao cũng được. Tuy nhiên, nếu chị không làm tròn bổn phận của mình, nếu chị làm cho anh ấy mệt mỏi thêm, thì tôi sẽ khiến chị phải hối hận đấy. Hôn nhân không phải là nấm mồ chôn tình yêu. Tôi có đủ tự tin để làm người vợ tốt, nhưng tôi tin rằng chị không muốn thử đâu. Tôi không dài dòng với cô nữa. Tôi đến đây chỉ để nói cho cô biết rằng cô nên chấm dứt mối quan hệ này đi. Nếu không, tôi không hứa là sẽ để cho cô yên bình mà tận hưởng cuộc sống tình tứ này đâu. Chị à, nếu tôi sợ vũ lực hay tai tiếng thì đã không duy trì mối quan hệ này hơn 4 năm rồi. Tôi hy vọng chị có thể khôn khéo hơn, dùng tình cảm và sự quan tâm của mình để giữ lấy hạnh phúc. Ý cô là tôi không đủ khôn khéo, không quan tâm gia đình mình à? Dạ, cái này thì tôi không dám. Chị nên tự hỏi lại bản thân mình đi. Ngày chị mới lấy anh ấy, chị đã như thế nào? Chị có thương yêu, có kính trọng ba mẹ anh ấy như ba mẹ của mình không? Chị tự thấy mình đã hết lòng vì gia đình chưa? Chị đã hy sinh và lo lắng cho gia đình của mình chưa? Câu nói này khiến cô vợ khựng lại mấy giây. Dường như cô nhân tình này biết rất rõ chuyện gia đình của cô. Biết được cô đã từng vì chán nản cuộc sống với mẹ chồng mà về nhà một thời gian. Sao thế nhỉ? Mình đã sai sao? Tôi nghĩ chị nên về đi. Cũng đến giờ lo cơm chiều rồi đấy.
anh ấy cũng sắp về rồi đó. Cô vợ ra về với rất nhiều những suy nghĩ, và câu chuyện kết thúc ở phần ấy. Nhất Phong bỗng dưng thấy tim mình gần như tắc nghẹn. Sao có nhiều chuyện trùng hợp vậy nhỉ? Có cái gì đó gần như đút ra từ cuộc sống của anh. Anh lần hồi tìm tên tác giả. Tuy nhiên tác giả xin được ẩn danh cho đến khi phần cuối được viết tiếp. Nhất Phong ra ngoài hiên nằm chỏng. Không hiểu vì sao những lời đối thoại đó cứ mãi nằm trong đầu anh. Cứ như anh đã học thuộc lòng từ rất lâu. Rồi anh nghĩ đến hành trang, đến vợ mình. Đúng là cuộc sống vô cùng tẻ nhạt nếu như không có Trang động viên và sưởi ấm trái tim của anh. Anh đã yêu và được yêu một cách tự nhiên như thời còn trai trẻ. Vợ anh đã từng biết đến mối quan hệ này, vì anh cũng không che giấu. Anh cũng từng tuyên bố ly hôn, nhưng rồi lại thôi, vì thấy thương cho đứa con còn nhỏ. Nhưng cũng lâu rồi, vợ anh không nói gì đến chuyện của Trang. Hai người cứ như hai cái bóng trong gia đình, sáng đi làm, tối về, hỏi thăm nhau vài câu rồi thôi. Một sự buồn tẻ. Cái mà Nhất Phong đang còn vướng mắc cũng chính là kết thúc của câu chuyện. Tác giả sẽ để cái kết thế nào nhỉ? Ngày hôm sau là cuối tuần. Phong làm xong việc thì ghé qua nhà của Hành Trang. Căn nhà thuê nhưng gọn gàng sạch sẽ và được trang bày trí gọn gàng. Không khí thật sự ấm cúng như một gia đình nhỏ. Nhất Phong rất thích mỗi lần đến đây. Được ăn bữa cơm gia đình, cùng trò chuyện và ngồi cạnh Trang. Cô ấy chính là mối tình đầu của anh. Vậy mà duyên số cứ lần đần, hết lần này đến lần khác đều chia cách hai người. Đôi khi anh cũng nghĩ, anh giữ cô thế này phải chăng là quá ích kỷ. Nhưng cũng chính Trang đã cho anh cảm giác rằng anh là hạnh phúc của cô và cô ấy mãn nguyện với hiện tại. Chiều nay dùng cơm xong, Nhất Phong đem câu chuyện kia ra trao đổi với Trang. Nghe Phong nói xong, Trang thoáng một chút bần thần rồi hỏi. Anh, lúc này anh cũng quan tâm chuyện trên mấy trang mạng hả? Cũng không phải. Thật sự là nội dung đó làm anh thấy tò mò. Có nhiều chi tiết giống chuyện của chúng ta. Chỉ có điều chuyện đụng độ giữa người vợ và người yêu thì... Thì anh cứ xem đó như là một câu chuyện đi. Đợi đến hồi kết, sẽ biết mà. Nhân đọc câu chuyện đó, rồi anh suy nghĩ đến em. Không biết em có sống vì lý tưởng như cô gái ấy không? Có khi nào em thấy hối hận vì đã bên cạnh anh 4 năm qua? Giờ này anh còn hỏi em câu này sao? Em chỉ hy vọng là anh sẽ hạnh phúc thôi. Em mong rằng người đó có thể mang đến điều tốt đẹp nhất cho anh. Nếu không thì hãy cho em được chia sẻ một phần, để em có cơ hội chuộc lại lỗi lầm ngày xưa đã phụ bạc anh. Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Nhưng mà không biết tác giả sẽ kết thúc câu chuyện như thế nào em nhỉ? Và chuyện của mình sẽ thế nào? Hành Trang từ tốn tách một muối cam, gỡ bỏ phần gân, sau đó đưa cho Nhất Phong, rồi nhẹ nhàng nói. Nếu như em là tác giả, thì có thể em sẽ để câu chuyện đó có một kết thúc mở, để cho cả ba người cùng suy nghĩ về quá khứ, rồi hiện tại và cả tương lai nữa. Cái gì cần và cái gì đủ để xây dựng hai từ hạnh phúc, họ phải chấp nhận đánh đổi và hy sinh thôi. Người vợ nếu không thể mang đến hạnh phúc cho gia đình của mình, không tự tin làm tốt nghĩa vụ người vợ, người con dâu, không thể chia sẻ và thấu hiểu cùng chồng, cô ấy cũng sẽ muốn kết thúc thôi, để mở ra một chặng đường mới cho mình nữa chứ. Ngược lại, cô ấy phải cố sức dùng tình cảm để yêu thương và gìn giữ gia đình mình. Còn cô gái kia thì cũng vậy, nếu như không thể suốt đời là một hồng nhan tri kỷ thì từ bỏ. Còn về phía người chồng chính là người quyết định quan trọng nhất. Anh ấy cần người tình, hồng nhan tri kỷ hay một người vợ. Anh ta phải chọn lựa thôi. Đương nhiên là phía sau sự chọn lựa sẽ là được và mất. Và mỗi người phải biết chấp nhận thôi. Xem ra em cũng có thể viết tiểu thuyết rồi. Hành Trang nở một nụ cười rất ấm rồi hỏi anh. Vậy với anh, em là người tình hay là hồng nhan tri kỷ nhỉ? Nhất Phong thấy tim mình thắt lại. Đến mơ anh cũng mơ có một mái ấm thật sự với Trang. Anh thành thật. Với anh, em là người tình, vừa là hồng nhan tri kỷ và cũng chính là người vợ thương yêu.
Anh xin lỗi em. Anh đừng nói vậy. Số phận có những sắp đặt nghiệt ngã và chúng ta phải tuân theo. Chúng ta yêu nhau từ rất lâu nhưng lại cách trở rất nhiều lần. Em đã từng gian dở, em hiểu được nỗi đau và cái khổ của người phải đứng trong hoàn cảnh dở dang. Tất cả chúng ta không ai muốn mình ảnh hưởng đến người khác, không ai muốn mình làm người khác đau khổ. Em chỉ muốn giữ lại tất cả thôi. Tình yêu của chúng ta và cả gia đình của anh nữa. Em tình nguyện là người tình, làm hồng nhan tri kỷ, sống bên cạnh cuộc sống của anh. Nhưng nếu như điều đó làm phiền gia đình anh thì em sẽ ra đi. Em ra đi để mỗi người trong chúng ta suy nghĩ lại tất cả và có quyết định cuối cùng một cách tốt nhất. Được và mất, cần và đủ cho hai từ hạnh phúc. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng cần phải có một cái kết anh à. Nhưng dù có bao nhiêu năm đi nữa, dù anh cần bao nhiêu thời gian để quyết định, em vẫn là vợ, là hồng nhan tri kỷ và là người tình của anh. Ba ngày sau, những người đồng nghiệp của anh lại túm tụm cùng nhau và bàn luận về cái kết của câu chuyện. Ai ai cũng thấy rằng cái kết thúc mở này thật sự khiến người khác khó nghĩ. Có người thì tôn thờ tình yêu, muốn anh chàng chọn cô người yêu. Có người thì theo đạo lý, anh ta phải quay về với vợ. Một số thì còn thêm thắt thêm là có thể cô vợ sẽ thay đổi, hoặc cô người tình chán rồi cũng sẽ bỏ anh ta. Đa phần là người ta nghĩ anh ta sẽ về với vợ, vì cô người tình cũng là người tốt. Còn anh thì thấy trái tim mình dường như tắc nghẹn, đau mà không thể kêu la, rên xiết. Lúc vừa đọc xong đoạn kết ấy, anh nhìn thấy tên tác giả, cũng nhận được tin nhắn từ cô. Chắc anh đã biết em là tác giả của câu chuyện ấy, và cuộc gặp gỡ giữa em và vợ anh là có thật. Em cũng rất thật lòng nói lên cảm giác của mình. Chỉ có điều cái kết em chọn là một kết thúc mở, còn thực tế của chúng ta là một kết thúc đóng. Em sẽ ra đi, vì dù em có mạnh miệng hay tự tin đến mấy, em cũng không thể lừa dối bản thân mình rằng em bị lung lay bởi lời nói của vợ anh. Nếu giữa hai người là mâu thuẫn đến tột cùng thì làm sao có thể duy trì cho đến tận hôm nay? Huống chi giữa hai người còn có bé Quỳnh Như. Em thương con gái anh và cũng thương mẹ anh. Em cũng rất vui vì anh không chỉ xem em là người tình, người hồng nhan tri kỷ, mà anh còn đối với em, lo cho em như là một người vợ. Em sẽ là người vợ tốt, em sẽ sống và giữ lấy tình yêu của anh. Còn anh hãy là người chồng tốt anh nhé. Em yêu anh. Nhất Phong là người đi. Chưa sang đông mà sao trái tim anh thấy lạnh đến thế này. Gọi điện cho hành trang, chỉ nghe thấy tín hiệu. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tắt máy, anh cảm giác mình vừa đánh mất điều gì đó thật lớn lao. Thế nào là được và mất nhỉ? Có phải mình vừa cảm nhận thật trọn vẹn? Hôm đó về đến nhà, Phong lại nhận được một bức thư khác từ Quỳnh Thi, vợ anh. Thú thật với anh là em đã từng gặp cô gái ấy. Em đã định dùng lời lẽ và danh nghĩa đối với anh để ép buộc và đe dọa cô ta. Em muốn cô ta rời xa anh. Nhưng cuối cùng, chính cô ta cho em thấy được rằng em chưa phải là người vợ có thể sẻ chia và mang lại hạnh phúc đến cho anh. Vì sao nhỉ? Có lẽ vì chúng ta chưa thực sự yêu thương nhau. Bản thân em có lẽ cũng chưa yêu anh nhiều, đủ để cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hôn nhân. Bản chất của cuộc sống lứa đôi là cơm, áo, gạo, tiền, là muôn vàn thứ vặt vãnh. Vậy mà em chỉ sống cho bản thân, luôn muốn anh làm người chồng tốt và yêu chiều vợ. Em đã nghĩ hai người lấy nhau là số phận thuộc về nhau, không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, tình cảm là thứ cần và điều kiện đủ để xây dựng hạnh phúc. Chúng ta có lẽ cần thời gian để khẳng định điều này, đúng không anh? Tạm biệt anh. Vậy là Quỳnh Thi cũng đi. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
anh sẽ có thời gian để suy ngẫm lại những gì đã qua và những gì sắp đến. Nó sẽ giúp cho lòng anh tĩnh lặng hơn, để bắt đầu nghĩ đến cái gọi là lựa chọn, được và mất. 3 năm sau nữa, cũng là một ngày đầu đông, anh lang thang lên mạng, và rồi dừng lại ở trang xưa. Thời gian qua anh luôn theo dõi trang viết ấy, nhưng dường như tác giả ngày xưa đã ngừng viết, không còn câu chuyện nào để tiếp tục. Cô ấy đã đi đến những đâu? Cuộc sống giờ thế nào nhỉ? Cầm chiếc thiệp hồng của Quỳnh Thi lên, anh mỉm cười nhẹ nhõm. Ít nhất cũng đã có một người được giải thoát. Anh tin rằng Thi sẽ hạnh phúc với những gì cô bắt đầu lại. Yêu và được yêu chân thành sẽ giúp cô có được cuộc sống hôn nhân viên mãn. Anh vẫn thầm cầu chúc cho cô. Cô và anh vẫn giữ mối quan hệ tốt và chăm sóc cho Quỳnh Như chu đáo. Anh tin con gái mình lớn khôn và sẽ hiểu, cảm thông cho ba mẹ. Bất chợt một bài viết Vợ, người tình hay hồng nhan tri kỷ vừa mới đăng. Anh thấy trống ngực mình đập loạn nhịp. Phải chăng là... Bài viết mở đầu bằng một câu: Em còn nhớ anh từng nói rằng anh không chỉ xem em là người tình hay hồng nhan tri kỷ, mà em chính là người vợ mà anh yêu thương, là gia đình mà anh khao khát muốn đắp xây. Chúng ta còn có cơ hội không, anh nhỉ? Anh vui mừng vụt chạy ra ngoài. Anh biết anh sẽ tìm được cô ấy ở đâu. Gió mùa đông ngoài kia không thể ngăn bước chân anh, không thể làm lạnh dòng máu nóng đang tuôn chảy trong anh. Có những điều được và mất sẽ chỉ vụt đi sau một vài giây và rồi trở về sau một khoảng thời gian dài. Và bây giờ, anh đã học được cách nắm bắt đó. Nhất định phải bắt thật nhanh và nắm thật chặt. Có những người trong cuộc đời đã định sẵn là không thể yêu. Em từng nói ghét nhất sự im lặng khi cuộc nói chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Em từng nói tuyệt đối đừng xem em là bản sao của một ai đó. Em từng nói đừng bắt em phải chịu đựng những nỗi buồn của anh vì chính anh đã chọn em để được chia sẻ. Anh nhớ, nhưng tất cả anh đều không làm được. Anh không hứa, chỉ là không làm được những gì đã nói với em. Em không yêu, nhưng cũng không thể xem anh là tri kỷ. Nàng đã từng muốn lấy tất cả tuổi thanh xuân để kiếm tìm thứ tình cảm khiến nàng phải ôm trọn một đời khắc cốt ghi tâm. Nàng đã từng muốn đánh đổi tất cả những bình yên, thay vào đó là vị mặn đắng của nước mắt. Nàng đã từng cố chấp, xóa trắng cả lý trí để yêu một người không màng hối tiếc. Và rồi sau đó nhận ra nàng không thuộc về những mảnh ghép bình dị yên ổn sau những cuồng nhiệt của yêu đương. Vì tình yêu không thể rong chơi cùng nàng, bởi trái tim người con gái ấy còn quá nhiều khát vọng, tựa như cơn gió trời chỉ mong mãi được lãng du. Nhưng tạo hóa vẫn cứ thích ban phát cho những nhầm lẫn quá đỗi tự nhiên. Khi khoảnh khắc ấy đi lướt qua chúng ta, ai biết được rằng chỉ cần một ánh nhìn xa lạ, chỉ cần một cái gật đầu mỉm cười. Nhưng từng ngày, cái lướt qua vô thường đó lại chiếm ngự một vị trí quan trọng hơn cả những giới hạn ban đầu mà chúng ta tự đặt ra. Để rồi đến khi nào, người này nhận ra người kia đã bước vào cuộc sống của đối phương, cũng là một ngày không thể nhớ được. Với anh, nàng là tri kỷ. Anh đã nhiều lần nói như thế, nhưng đằng sau hai tiếng tri kỷ, nó luôn khiến nàng phải hồi tưởng. Tựa hồ như giữa anh và nàng đã cùng nhau đi qua cả quãng đường dài. Nàng cố nhớ lại những hình ảnh giản đơn thuở ban đầu. Chỉ là những tin nhắn vu vơ giữa khuya khi người này cần được người kia lắng nghe, hay người kia cần người này chia sẻ. Chỉ là những ngày liên tiếp anh cùng nàng ngồi hàng giờ trong nhà sách để tu tượng như bọn trẻ con, mặc cho ai đó nói rằng điều đó thật ngớ ngẩn. Chỉ đơn giản là nàng nói mình vừa học được món bánh mới và anh sẵn sàng hí hoáy cùng nàng trong bếp. Chỉ là một buổi chiều nàng đi phỏng vấn công việc mới, tin nhắn anh đến đúng lúc nàng cần một lời động viên, và khi cuộc phỏng vấn kết thúc, điện thoại trên tay nàng lại rung lên tin nhắn của anh. Bên cạnh anh, nàng được cười thật vô tư và nói những lý lẽ vô cùng ngỗ nghịch. Nàng không ngại tranh cãi cùng anh, nàng chỉ ngại sự im lặng. Vì lần đầu tiên, cả anh và nàng tồn tại những hút mắt, thứ duy nhất khỏa lấp vào vạch nứt đó chính là sự im lặng. Nhưng càng về sau, nàng cũng ngại tranh cãi với anh vì rất nhiều lý do hết sức nhỏ nhặt.
Những thứ ban đầu lúc nào cũng đẹp một cách giản đơn. Giá mà tất cả có thể dừng lại ở thời khắc vui vẻ ấy, nàng ước thế. Sự đơn giản bao giờ cũng chất chứa những gì chân thật nhất. Không cần phải cố gắng chứng tỏ độ đáng tin cậy của nó, cũng sẽ không phải tồn tại quá nhiều suy nghĩ, đi quá sâu, hiểu quá nhiều, vô tình khiến cho một mối quan hệ vốn rất đơn thuần bỗng trở nên rối mù. Là nơi anh muốn đặt vào đó tất thảy biết bao nỗi niềm, vui có, buồn có, kể cả khi là sự tuyệt vọng hay những đắn đo, hay chỉ đơn giản là một điều nhỏ nhặt anh bất chợt cảm nhận từ cuộc sống. Người đầu tiên anh sẽ nghĩ đến chính là nàng. Vậy thì người tri kỷ như nàng lại tiến thêm một bước vào cuộc đời vốn đã nhiều những nỗi đau là anh. Tri kỷ, vị trí đó anh chỉ dành cho nàng. Vì những dòng tin nhắn bất chợt của anh luôn được hồi đáp, dù có khi nàng đang say trong cơn mộng mị. Vì những niềm vui bất ngờ luôn xuất hiện hình ảnh nàng đầu tiên. Và khi tâm tư rối bời, anh cũng chỉ biết tìm đến nàng. Và lần nào cũng thế, niềm tin anh trao đến người tri kỷ ấy chỉ có nhiều hơn, chứ không phải ngần ngại đắn đo. Đến cả vết thương của nỗi đau trong tim còn chưa kịp vơi đi, anh lại vô thức để nỗi đau ấy tái hiện thấp thoáng mỗi khi bên cạnh nàng. Cứ như thế, một lý do nào đó đã hiện hữu cho nụ cười vô tư của nàng bỗng chốc lụi tàn dần trước mắt anh. Nàng man mác nhớ về lần đầu tiên anh và nàng cãi nhau. Nàng xóa những dòng tin nhắn của anh trong điện thoại một cách vội vã bực dọc, nhưng lại bấm nhầm nút send một tin nhắn trống cho anh. Lập tức điện thoại trên tay nàng rung lên. Là ý gì? Em nhấn nhầm. Muốn xóa tin nhắn của anh sao? Tìm mãi cuối cùng cũng thấy được điểm khác biệt của em. Giọng nói anh thình lình từ phía sau, ánh mắt nàng chợt biến sắc. Khác biệt với ai? Người yêu cũ hay đang chuẩn bị chia tay? Anh thấy buồn cười lắm sao? Nếu em với người ta của anh giống nhau với tất cả, có phải anh cũng sẽ lấy em làm cái bóng thay thế không? Này, em nặng lời quá rồi đó. Anh đã nói là anh không hề muốn so sánh mà. Em có thấy lời nói của em rất quá đáng không? Vậy chuyện em với anh đang nói có liên quan tới người thứ ba mà anh vừa nhắc hả? Thì anh cũng chỉ muốn lảng sang chuyện khác, không ngờ lại phản tác dụng. Hả? Ý đồ của anh tốt thật. Không lẽ hết chuyện để nói rồi sao? Anh xin lỗi. Anh thật là thế cũng được ư? Khi đó, nàng đã nhìn anh đầy nỗi nghi hoặc, nhưng lại không nhịn được cười vì cái vẻ bối rối ấy. Mọi thứ có lẽ đã trở về như lúc ban đầu. Đôi khi nàng vẫn sợ những gì bình lặng quá, đến khi dậy sóng thì bản năng chống chọi đã dần dần bị xóa trắng. Ngày anh chia tay mối tình khiến anh day dứt bao nhiêu tháng ngày. Gần như nàng là người duy nhất anh muốn bên cạnh, muốn được chia sẻ, muốn được dỗ dành, như trở về một đứa trẻ lì lợm. Những đêm mất ngủ, nàng hát cho anh nghe qua điện thoại, như hát ru một đứa bé cần lắm một chút sự ấm áp an toàn. Anh kể về cuộc đời mình với những tháng ngày chập chững chạm vào thăng trầm. Người con trai sống xa nhà khó nhọc với biết bao bộn bề. Anh đã chọn con đường đơn lẻ gian nan cho đến khi gặp được người ấy. Như nàng từng nói với anh, đã yêu người ta như thế, sao không chọn con đường dễ đi một chút? Đường đèo trong tranh chẳng phải sẽ thú vị hơn à? Anh cũng đã muốn cho một người đi cùng, nhưng rồi... Anh nghĩ ai cũng có khả năng chống chọi như anh sao? Không cho người khác cảm giác an toàn đã đành, mà còn muốn kéo theo họ xuống vực thẳm. Anh đi một mình đi cho vừa lòng anh. Trông thấy anh buồn, càng xót xa, nên nàng càng phải xoáy sâu vào tận vết thương của anh. Là nàng cố tình, vì cố chấp cũng chẳng thể xóa bỏ được sự thật đã hiện hữu. Trái tim anh tổn thương, nhưng nàng thì nhất định khiến anh phải đau đến tận tâm can. Cô gái, sao em tàn nhẫn với anh thế? Thuốc đắng dã bệnh. Anh lắc đầu. Cứ yên tâm là ngày nào anh còn chưa quên được thì em sẽ còn sát muối mạnh tay hơn nữa, sát đến khi nào anh lành thì thôi. Em đùa à? Thế làm sao anh chịu thấu? Một người thì cứ làm anh bị thương, còn một người thì quăng cả đống muối vào anh. Đùa hả? Cho anh nói lại lần nữa, anh vừa nói gì đó?
Ý anh không phải so sánh, chỉ là nói tóm lại em cứ hiểu là anh không nghĩ vậy. Em cứ thế thì sẽ không hiểu được anh đâu. Vậy tại sao nàng phải là người hiểu anh? Những bước chân tiếp tục nối tiếp nhau. Cuộc đời anh xuất hiện thêm nhiều dấu chân của nàng, nhưng với nàng dường như chỉ là một thứ cảm giác bất an khó lý giải. Thời gian vẫn cứ trôi qua, với anh nàng vẫn lắng nghe thật ân cần, quan tâm và tôn trọng. Tưởng chừng như con đường ấy đang là những cơn gió hắt hiu nhẹ nhàng, khiến tâm hồn được bình lặng. Nhưng hóa ra cơn bão trong lòng nàng chỉ mới thực sự bắt đầu. Anh thường nói với nàng về những dự định, những kế hoạch, những nhận định đúng sai. Nàng hoàn toàn muốn hỗ trợ anh hết lòng trong công việc, và không biết từ khi nào công việc đã chiếm hết tất cả thời gian cuộc sống giữa anh và nàng. Rồi thì cũng đến lúc công việc và cuộc sống chẳng thể phân định rõ ràng. Những rắc rối trong nơi làm kéo theo rất nhiều khoảng lặng lấp đầy giữa hai con người. Anh rất muốn nàng hiểu cho anh, cảm thông cho những lúc tâm trạng thất thường sẽ vô tình bỏ quên nàng ở đâu đó. Những lúc ấy anh sẽ chỉ sống với nội tâm của riêng mình. Nhưng tại sao phải là nàng? Anh à, ăn tối không? Em đã nói là đừng mang bộ mặt ấy vào công ty, anh sẽ làm không khí trở nên căng thẳng và mệt mỏi theo anh. Tâm trạng vẫn tệ đến thế sao? Anh à, không nghe em nói sao? Ừ, suốt cuộc là gì đây? Anh xem em là không khí chắc. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn ở một mình. Thế em đi. Em, cảm giác bị lừa dối, em có hiểu không? Thật tệ. Chẳng phải anh nói tất cả đã kết thúc rồi sao? Ừ, lần này thì kết thúc thật rồi. Đừng bắt em phải chịu đựng những nỗi buồn của anh, vì chính anh đã chọn em để được chia sẻ. Nếu anh cứ gạt em sang một bên nội tâm của anh như thế, thì đừng có mà than vãn về em. Ừ, anh xin lỗi. Sẽ không như thế nữa. Sẽ không như thế nữa. Liệu đó có được xem là một lời hứa không? Nếu thế thì không biết đã biết bao nhiêu lần anh thất hứa với nàng. Chỉ là nàng không muốn bản thân giống như cái máy phân hủy giấy, được nhận tất cả những tài liệu bí mật để rồi phải xóa đi tất cả. Nàng không muốn cái kiểu nhìn như thấu mọi tâm tư của anh, để rồi trước mặt anh cũng trở nên nhạt nhòa như những kẻ xa lạ vốn không hiểu gì về cuộc sống của anh. Có lẽ anh đã quen với việc trải lòng hết mọi suy nghĩ với nàng. Anh luôn là người nói nhiều hơn là chịu lắng nghe, và nàng thường có sự kiên nhẫn lắng nghe mỗi khi anh cần. Nàng thường nhớ về những điều tốt đẹp ở anh mỗi khi có sự xung đột vì công việc. Thật khó lý giải tại sao trong công việc càng có sự liên quan thì mâu thuẫn lại càng căng thẳng nhiều hơn trước. Nàng không phủ nhận anh là người làm việc rất cẩn trọng. Từng hành động đến lời nói đều có sự logic mà người khác không dễ dàng bắt được khuyết điểm. Nàng kính trọng anh cũng vì thế, nhưng nàng không giống anh. Dù năng lực có hạn, nhưng công việc và cuộc sống của nàng vẫn phải luôn rạch ròi. Còn anh thì luôn để cuộc sống ảnh hưởng vào tâm tư của công việc. Anh cố chấp trước những lời khuyên của nàng, nhưng cũng không muốn chối bỏ. Anh luôn đặt yêu cầu tuyệt đối cho công việc. Còn nàng dù cố gắng thế nào cũng không làm anh cảm thấy hài lòng hoặc nhìn nhận được sự cố gắng. Những lúc công việc không được thuận lợi như kế hoạch, nàng rất muốn nói với anh. Nhưng anh đã ở đâu? Chẳng biết từ khi nào nàng cảm thấy lạc lõng, kể cả đối với anh. Không biết từ khi nào người mà nàng muốn chia sẻ đầu tiên cho tất thảy mọi buồn vui là anh, nhưng lại không thể là anh. Từ khi nào người đầu tiên mà nàng muốn che giấu những dòng suy nghĩ cũng chính là anh. Từ khi nào nụ cười nàng dành cho anh đã dần tắt lịm. Từ khi nào nàng và anh đã lướt qua nhau là ánh nhìn vô hồn, không còn giọng nói. Từ khi nào nàng cũng không nhớ rõ. Dạo này anh bận lắm sao? Ừ, em biết mà, công việc thì dồn như núi. Bận đến nỗi bỏ mặc không thể nghe điện thoại của em. Tối hôm qua xe hư giữa đường, trời thì mưa. Biết em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại không? Tan ca rồi, anh bận lắm sao? Cũng không màng gọi lại cho em lấy một lần. Anh mệt quá nên ngủ quên. Ừ, anh lại quên.
Có thật là trong lòng anh xem em là tri kỷ không? Nhưng em thì chưa từng nghĩ anh là tri kỷ trong đời em. Nàng nhìn anh đầy nỗi thất vọng. Rốt cuộc em muốn gì đây? Hôm qua anh có việc, cô ấy đang ở trong bệnh viện và không có ai ở bên cạnh cả. Anh đi vội nên chẳng kịp mang theo điện thoại, thế đã được chưa? Đôi mắt nàng ánh lên vẻ kinh ngạc đến không thể kìm nén. Từng câu chữ trong đầu chẳng thể nói lên như ý muốn ban đầu. Anh vừa nói dối nàng, nói dối xong lại thừa nhận là mình đã nói dối. Nụ cười nàng bỗng nhiên lạnh toát, hay chỉ là một chút gượng gạo để che đậy ánh nhìn đang rất bối rối. Anh xa lạ thật, lại còn nói là ngủ quên. Anh đâu cần phải nói dối làm gì, cứ nói anh có việc quan trọng hơn, thế là đủ. Nụ cười nàng mím chặt, dẫu rằng đang cố gắng che đậy đi nỗi kinh ngạc trong lòng, nhưng nàng vẫn hy vọng một lời giải thích từ anh. Chỉ là có còn cần thiết nữa không? Bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào công việc, còn những thứ khác anh không quản nổi. Anh đã phiền em nhiều rồi, vậy nên tốt nhất là không để em phải bị cuốn vào những thăng trầm của anh nữa. Tốt thôi, em cũng không quản nổi suy nghĩ của người khác. Lần này nàng cũng hất mạnh vào vai anh, bước chân dứt khoát, không chút do dự. Nhưng rồi sau đó bước chân ấy chợt khựng lại, đôi bàn tay bấu chặt vào da thịt một cách run rẩy. Chỉ có anh là cứ thế quay lưng, dừng dưng đến quá đỗi bình thản. Những đường gân hằn đỏ lên trong đáy mắt của nàng, rồi bỗng chốc hóa thành nhạt nhòa. Thứ vừa rơi xuống có lẽ chẳng phải là nước mắt, là niềm tin. Cảm giác từ một người thân thuộc với ta giữa bộn bề những lo toan, người khiến ta cảm thấy mọi thứ như có một điểm tựa, để rồi hôm nay chỉ có thể dùng ánh mắt xa lạ nhìn nhau như những kẻ lần đầu tiên vội vã lướt qua. Thứ cảm giác vừa rơi hẫng ấy rốt cuộc là gì đây? Có một chút nhói ở tim. À không, nàng cảm thấy vị trí đó rõ ràng đang rất đau, đau đến nỗi chỉ muốn đập vỡ tất cả. Bởi vì có những người trong cuộc đời này đã định sẵn là không thể yêu. Nàng đặt lá đơn xin nghỉ việc trên bàn. Sau tất cả những gì còn sót lại, nàng không thể tự lừa dối rằng mối bận tâm của mình vốn chẳng liên quan đến anh. Có thể trách anh được sao? Lúc nàng cần đến anh, người con gái anh yêu cũng rất cần anh. Phải trách anh thế nào đây? Vì anh suy nghĩ điên rồ thế nào mà chấp nhận nhường lại chuyến tu nghiệp ở nước ngoài cho nàng? Nàng chỉ mới biết được điều này sau cái ngày mà anh nói không muốn liên quan đến nàng nữa. Theo quyết định ban đầu thì chỉ có Phan là được đề cử, nhưng cậu ấy cứ nhất định muốn nhường lại cho cô. Quả thực cô làm tôi rất bất ngờ. Chỉ trong thời gian gấp rút như thế mà Phan có thể cho tôi thấy sự tiến bộ đáng kể của cô. Vậy cố gắng lên nhé. Nàng cười. Những suy nghĩ ức chế đừng tồn tại nhiều như thế. Tự hỏi nếu không tiến bộ thì thật phí hoài cho công sức của anh. Suốt ngày hết yêu cầu này đến đòi hỏi nọ, không la mắng thì cũng trách phạt. Nàng nếu không muốn tăng ca thì chỉ đành phải cố gắng hết sức. Tại sao phải nhường lại cơ hội cho nàng khi chính anh mới là người cần nó? Cuộc đời anh quá nhiều mệt mỏi rồi. Mệt mỏi cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc đời anh nàng không nên bước vào, vì nàng chưa bao giờ dám yêu anh, cũng chẳng thể yêu anh sớm hơn. Thật buồn cười thay, tại sao cứ nói nàng giống với ai đó khi vốn dĩ nàng mới là người gặp anh đầu tiên. Cuộc đời anh gặp được nàng cũng chỉ là thoáng qua tạm bợ bên đời nhau. Đối với nàng, sau một cơn giông, hai tiếng tri kỷ thốt lên, sao nghẹn đắng quá. Anh đi vào, ánh mắt ấy có chút bất ngờ, rồi cũng trở về cái nét lạnh lùng chỉ là với nàng. Trước khi nào nàng cảm nhận rõ sự vô hình của mình trước mắt anh như lúc này. Nhưng nàng vẫn cười. Định gửi cho anh, nhưng sẵn đây đưa cho anh luôn. Cái gì đây? Nàng đưa ra một cái hộp nhỏ, ngâm trong đó rất nhiều quả quất. Nghe nói quất trị cảm rất tốt, nên em làm thử, tiện tay mang cho anh một phần luôn. Anh chẳng nói không thích uống thuốc còn gì. Thôi, anh không cần, em mang về đi. Không sao, em cũng không cần nữa. Vậy em đi đây. Anh không hề biết rằng sau bốn chữ ngắn gọn đó thì đời này kiếp này anh sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng nữa. Nhưng chàng trai như anh, bình tĩnh đến như một mặt hồ phẳng lặng,
cầm trên tay mảnh thư của nàng để lại, cũng chỉ thoáng qua một chút mù quáng. Lúc đuổi theo ra ngoài, anh định gọi ngay số điện thoại quen thuộc thì mọi thứ đã dừng lại. Anh đứng lặng đi giữa hàng ngàn người vẫn cứ vội vã huyên náo. Ánh mắt thẫn thờ đã lạc giữa đám đông. Anh sẽ không đi tìm nàng đâu, cũng không nhớ đến nàng nữa. Thói quen rồi cũng sẽ thay đổi được, cảm giác đơn độc ấy sẽ quen thôi. Nhưng không thể ích kỷ giữ nàng lại, nàng theo những phiền muộn của riêng anh. Đó là cách anh muốn trân trọng người con gái đã bước vào cuộc đời của anh, mang cho anh một chút ấm áp, dẫu không thể là tình yêu. Một khi chữ tình đặt ra trước cái gọi là tri kỷ thì cũng xem như phá vỡ những giới hạn ban đầu. Mối quan hệ đó có thể thay đổi hoặc là không còn gì nữa. Nhưng đã đi cùng nhau qua biết bao nỗi niềm, anh lại không nỡ yêu nàng. Cố chấp cho những cảm xúc nhất thời, chỉ bằng hãy dừng lại tại đây thôi. Để giữ lại những tháng ngày tốt đẹp sẽ đi qua của chúng ta. Ở nơi nào đó còn có người đang đợi em đi đến. Bình an và cứ đi đi, cũng đừng do dự nhìn lại. Biết không cô gái, anh vẫn nhớ. Nàng mở cửa kính taxi, từng ngọn gió thổi vào đùa nghịch trên tóc nàng nhẹ nhàng tung bay. Con đường đi qua trước mắt nàng, phải bỏ lại phía sau những thứ gọi là không cam tâm. Cơn gió này rồi cũng sẽ thổi bay tất cả. Kết cục này dẫu cho có hợp tan, hữu tình hay vong tình, vài năm tháng nữa cũng chỉ xem như bụi đường. Chút bụi đường ấy vốn chẳng đủ để níu tay một cuộc đời. Trái tim nàng cuối cùng cũng đã chọn lựa giữa lang thang. Thế thì còn tham lam chi nữa, những yêu thương không thuộc về mình. Đã tìm thấy người giữa biết bao cơn mộng mị, đã cùng nhau trải qua những giấc mộng vô thường, cứ ngỡ rằng sẽ không dễ dàng mất đi, nhưng rồi cũng đành lòng buông lơi. Có buồn không anh? Em không yêu, nhưng cũng không thể xem anh là tri kỷ. Rốt cuộc cũng không thể gọi tên những tháng năm đã đi bên cuộc đời nhau. Rồi nàng chợt nhớ ra, đã lâu rồi nàng và anh không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm, những câu chuyện không mở đầu cũng không kết thúc. Đã lâu rồi nàng không thể nói với anh những niềm vui dù là nhỏ bé. Đã lâu rồi khi gặp phải bế tắc hay vấp ngã, nàng không còn cầm điện thoại lên và gọi cho anh. Đã lâu rồi cả anh và nàng không còn bỏ ra hàng giờ giống như những đứa trẻ cùng nhau tô những bức tượng ở nhà sách. Đã lâu rồi nàng không còn có thể nói với anh bất kỳ suy nghĩ nào một cách thoải mái và thẳng thắn cùng nhau nữa. Đã lâu rồi anh không còn cười khi bất chợt thấy nàng, khi đôi mắt nàng cố tình không rời khỏi anh. Cũng đã lâu rồi, đủ lâu để một người bước xa khỏi cuộc đời một người. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.